đi một ngày một đêm chỉ khóc tối ngày, chị bệnh là ăn uống không nổi luôn. Nhìn thấy mình về con mình biết sao. Con ơi, con đang ở đâu, con về với mẹ nó trông con. Bây giờ em biết rõ là vợ đi này này, em còn yêu vợ không? Vợ chồng thì em cũng vẫn yêu bình thường, nếu mà vợ em quay về. Nếu mà vợ em quay về thì nếu mà muốn sống với em thì kêu vợ em phải bỏ cái tật đó. Mong em đó là quay về với con đi, với chồng. Còn mà về với con với chồng đi em, con nó còn nhỏ lắm, em đi em bỏ 5 đứa con, trong khi đó hai đứa con thờ, hai đứa con còn nhỏ, giờ một thằng con trai mới có 2 tuổi à. Giờ em bỏ ra đi vậy, giờ điện em cũng không bắt máy, giờ em muốn yêu cầu gì á thì em cứ quay về với con với anh. Thế bây giờ em hỏi anh là đồng ý là anh thương vợ anh, nhưng không may mà anh em tìm được vợ anh không mong muốn nhá, mà vợ anh đang sống với người ta, đang ấp người ta luôn, anh còn yêu không? Ôi trời đất ơi, không. Ngày nay hoặc ngày mai em tiếp tục làm đơn gửi đến cơ quan công an tiếp. Dạ. Nha, để công an người ta vào cuộc. Thứ hai em chuyển lên công an quận. Ừ, nhá, để cho công an người ta vào cuộc làm việc cho sớm, càng nhanh càng tốt em nhé. Dạ. Dạ rồi, em xin phép chào hai chị. Hai chị có thể giới thiệu hai chị tên là gì? Chị tên là Nguyễn Thị Thùy Trang. Dạ. Năm nay 47 tuổi. Dạ. Quê ở Tiền Giang, Gò Công. Dạ. Còn chị? Còn chị tên là Nguyễn Thị Thu Quyên, năm nay 49 tuổi, ở Gò Công, Tiền Giang luôn. Hai chị có phải là hai chị em ruột không? Được. Vậy sao? Dạ. Vậy là hai chị mới ở Tiền Giang, Linh Bình Dương. Hai chị đi hồi nào? Đi hồi 5 giờ sáng rồi. Hôm qua hả? Hôm tháng khuya này nè. À, mình đi xe khách hay xe đò? Dạ. À, hay là xe Honda? Xe 7 chỗ. Của ông cậu cho mượn. Xe hơi 7 chỗ. À. Cấp tốc từ Tiền Giang lên Bình Dương để nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Và em biết chắc một điều rằng đó là tìm con, đúng không ạ? Con trai nhà mình họ tên đầy đủ là gì chị? Nó tên Nguyễn Trường Thuận, sinh năm 2003. Chị nói lớn lên giúp em nào. Nó tên Nguyễn Trường Thuận, sinh năm 2003. 21 tuổi. Con trai nhà mình bỏ đi ngày nào? Ngày 7 tháng 4. Ngày 7 tháng 4. Ngày nay 2 tháng. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 6 rồi. 2 tháng trời rồi. Trời đất ơi, con trai nhà mình đi là đi tại đâu đây? Nó đi tại chỗ chung cư Cốt Suối Tiên, nó ở trọ đó đó. Con trai nhà mình làm gì ở Suối Tiên? Nó đi học sinh viên năm 3 rồi, nó ở trọ đó. Trời đất ơi, sinh viên năm 3 mà đùng cái bỏ đi 20 ngày rồi. Ừ. Con trai nhà mình học trường gì? Học trường Đại học Quốc gia. Trường Đại học Quốc gia. Quốc gia Thủ Đức. Học là mấy năm là ra trường chị? Nó học 4 năm mà năm nay là năm thứ 3. Chuẩn bị 1 năm nữa ra trường mà đùng cái bây giờ là bỏ đi luôn. Đúng rồi. Gia đình nhà mình có lên chỗ trung tâm trường chưa? Có lên rồi, lên chỗ nó ở á. Lên là quần áo nó còn yên nguyên, cái máy laptop cũng còn, với chứng minh nó cũng còn luôn. Còn yên nguyên đó hả, chỉ nó ta tua lại camera trong đó là thấy nó đi ra là có một chiếc xe chở nó đi. Rồi là không thấy nữa. Đi lúc 9 giờ rưỡi đêm. Tức là gia đình nhà mình đã lên cái chỗ mà con ở, ở trọ đúng ở không trọ. Ạ? Để đi học. Ừ. Tại vì á, nó bữa chiều chủ nhật á, là chị còn điện thoại nói chuyện với nó. Là tối nó đi, cái bữa sau nó chị của nó nhắn tin nói chuyện qua, nói chuyện lại á, sao không thấy trả lời. Cái nó mới điện về, nó má Sáu sao con nhắn tin với Thuận sao không được. Đâu má Sáu điện coi, thì chị điện cũng không được luôn. Đây là cái điện lên xin số cái thằng mà ở trọ chung với nó, là nó nói là Thuận đi là 9 giờ rưỡi tối chủ nhật là không thấy Thuận về nữa. Con trai nhà mình ở đó là ở chung với ai hay là ở một mình? Có ở chung với cái thằng cũng học chung trường đó luôn. Mình đã lên mình hỏi bạn đó chưa? Lên hỏi luôn, lên gặp mặt hỏi luôn. Hỏi bạn đó là trong cái thời gian mà gần cái ngày bỏ đi đó là con trai mình có dấu hiệu gì kỳ lạ bất thường không? Không, bình thường, nó không có tâm sự gì với ai. Không tâm sự? Bình thường à. Có học chung trường không? Chung luôn. Chung ngành không? Chung luôn, học chung luôn mà. Chị đã liên hệ với các thầy giáo, cô giáo mà dạy em nhà mình chưa? Có điện rồi nè. Thầy cô giáo nói sao? À, thì chị mới hỏi là em có đi học rồi đủ không? Thì nói có, nhưng mà hồi mất tích đó luôn là không có học á. Vậy là kể từ cái hôm đó là hôm đó chính thức là con nhà mình không đi học. Không đi học luôn. Còn trước đây là vẫn đi học đầy vẫn đủ bình học, thường. Vẫn đi học. Cái thời gian mà gần cái ngày con nhà mình mất tích á, con trai nhà mình có xin tiền bạc gì gia đình nhà mình không? Không em.
không ha? Thường thường đóng học là mình đóng trực tiếp qua chuyển khoản hay là mình đưa cho con đóng? Mình chuyển tiền lên đưa cho con đó thì con nó đóng. Con tự đóng đúng không ạ? À, thì cũng có đóng nhà trường này, cũng có phiếu đâu đó. À, theo như chị thì tính tình của con nhà mình như thế nào? Nó hiền lắm. Ngoan không? Ngoan, ít nói, nó hiền lắm chứ nó không có chơi bời, nó không có quậy quản gì hết. Chị là mấy người con đây? Chị hai đứa. Em này là con thứ mấy? Con Út á. Út ha. Ừ. Gái đầu. Trai. Trai đầu, trai hai đầu. Trai hết hả? Ừ, hai trai luôn. Út học giỏi chứ bộ? Học giỏi. Học mà lên đến đại học trường quốc gia, đại học quốc gia luôn hả? À, nó học giỏi đó. Học vậy là học giỏi đấy. Mà tới giờ phút này không biết là đùng chốc cái là chị ráng đi làm nuôi con này, cho nó đi ăn học, tới giờ này nó mất tích thì thử đó chị. Khổ thật sự, khổ sao? Ha. Dạ. Vậy là bây giờ là mình không có liên lạc được với con luôn hay sao? Không liên lạc được. Có nhắn tin gọi điện được không? Không luôn. Hai vợ chồng nó chia tay. Chia tay năm thằng này về nó mới tháng rưỡi. Thằng anh ở bên cha mà, nhưng mà hai vợ chồng vẫn chưa có chồng có vợ. Nó nuôi con nó từ nhỏ tới lớn mà đáng lẽ là phải cho con đi mừng, đáng về đem tiền cho mẹ, nhưng mà mẹ vẫn ráng đi mừng khổ để nuôi con ăn học. Rồi, tới năm ba mà cứ hỏi mất tích gì, hỏi sao không đau lòng được. Đáng lẽ là cho con đi làm học tới lớp 12 để đi mừng phụ mẹ, nhưng mà thấy con yếu ớt thương con mà ráng đi mừng kiếm tiền mà lo cho con ăn học. Đơn kiếp của mình mẹ nuôi con, mẹ đơn thân, đơn thân mà dẫn cho con ăn học đại học tới năm ba mà hỏi cưng chứ bây giờ không có tin tức gì hết. Đó là mới nhờ, bây giờ nhờ ông đồng mạng hiệp sĩ là cứu giúp giùm cho cháu nó. Vậy là bản thân chị là một người mẹ đơn thân từ rất lâu rồi hả? 20 năm rồi. Vẫn ở vậy nuôi 20 con năm. Vẫn ở vậy nuôi con. Trời đất ơi, sao chị nó về nó có 2 tuổi là nuôi hai anh em luôn. Không, anh ở bên nội, anh ở bên nội nữa. Vậy là chồng chị thì người, còn chị thì người nuôi người đúng không ạ? Yeah. Khổ thật sự chứ. 20 năm rồi. Sao em hỏi thật này, sao chị không đi bước nữa? Thôi em ơi, chị thấy thôi, chị thương con của chị thôi đi, chị hy sinh đời của chị nuôi con chị ăn học lớn thành tài đi. Bản thân mình thôi, kể mình hy sinh vì con đi. Là mình hy sinh cái hạnh phúc của mình ha, để mình thương con, mình nuôi mình con. Thương con mình đó, mình là nuôi cho con mình ăn học. Thật tại sự. Thấy chị thấy như nó ham học quá đi, nó hiếu học quá, chị cũng ráng làm để nuôi cho con nó đi ăn học, nó thành tài. Có người ta tại thấy nó yếu đuối nữa. Thật sự tới giờ phút này em rất ngưỡng mộ chị. Tại sao em lại nói câu là em ngưỡng mộ chị? Dạ. Tại vì bản thân em ngồi đây được chuyện trò rất nhiều, hàng trăm, phải nói là hàng ngàn cô chú anh chị khi mà về đây tìm người thân, đặc biệt là tìm con. Rất nhiều người mẹ thậm chí là mới thôi chồng, hoặc là chồng mất mới được, có thể là một vài tháng, có thể một vài năm, đã đi theo bước nữa và bỏ con cái gọi là cù bơ cù bất. Nhưng mà tới giờ phút này thì bản thân em ngồi đây, em cũng đang rất là nghẹn lòng khi mà em nghe được cái câu chuyện của chị là một người mẹ, đặc biệt là mẹ đơn thân 20 năm trời, thì chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình để nuôi con, hy vọng là con sau này là được ăn học thành tài. Thật sự em rất ngưỡng mộ chị, em rất thương chị. Rất nhiều người bữa là cầu làm mai mối đó cưng, nhưng mà vẫn không chịu, nó không chịu. Ở vậy nuôi cô tôi này, ai cũng bàn nữa, có một mình con nuôi nó hỏi ăn đại học không, vẫn cam lòng đi làm nuôi cho con nó đại học năm ba là ở xóm tròn ai cũng khen. Thì đăng lên đây là mọi người ở xóm là chị không có nói dốc, là người ta, tất cả người ta coi biết. Khi mà hay tin con mất tích rất là thương, 30 người thương, tại vẫn nói là rất là hiền. Em chị là nhỏ này là em chị, còn mất tích là cháu, rất là hiền. Chị là đó. Ở quê làm công việc gì? Chị bên ngành cẩn tủ thờ đó cưng. Chị đi làm thác, làm thuê cho người làm ta. Tủ thờ tủ hả? Thờ cẩn á, cẩn ốc sư cừ, mấy cái trụ á cưng, biết không? Là mình làm mướn hay làm chủ? Mình đi làm mướn là người ta. Người ta đó. Em hỏi điều tế nhị một xíu nha, một tháng là chị làm được nhiều không? Tháng chị làm 6-7 triệu vậy. Mình có nhà, chị có nhà không? Chị ở chung với bên ngoại, bên gia đình. 6-7 triệu mà nuôi con ăn học đại học. Trời đất ơi, chị giỏi vậy. Đó, đây là một cái hình ảnh thực tế của chú anh chị ạ. Rất nhiều các bậc làm cha làm mẹ, các cặp vợ chồng về đây chia sẻ những cái câu chuyện. Thật sự em rất buồn. Tại sao em lại nói là buồn? Tại vì mà đẻ con ra, hai vợ chồng đi làm công ty, nhiều cặp rồi, em chứng kiến rồi. Con mới 5-6 tuổi à, 7-8 tuổi không cho đi học, nói lý do là nghèo khổ.
Nhưng đây là một cái câu chuyện và một cái hình ảnh thực tế. Một người mẹ, mà đặc biệt là một người mẹ đơn thân, lương thì chỉ 6-7 triệu thôi mà vẫn nuôi con ăn học thành tài. Đó, mà giờ mất tích thổi cưng đau lòng không? Dạ. Năm ba rồi. Cái này là tới giờ phút này là con đang đổ hết công sức của mẹ cũng như là của con xuống sông xuống biển. Xuống biển hết. Lúc nó học hết lớp 12 đó, chị nói thôi nhờ con nghỉ học đi, nhà con đi làm đi học nghề rồi. Nó cái nó khóc nó, chị thấy cầm lòng không đậu thì chị mới thôi kệ, mình thấy con mình ăn mắm, ăn muối, ăn rau, ăn học. Cháo cũng chấp nhận, nhưng mà chấp mong nhận muốn con là nó đi học. Con học để con thành tài, sau này con sướng cái bản thân của con. Thì bảo vậy thấy mình cũng cực khổ rồi, thôi sau này thì cho con nó sung sướng chút đỉnh. Đúng, thì một người mẹ này tuyệt vời. Tuyệt vời luôn cưng. Lên mạng này nói chung là cưng về là cái xóm làng chị là không có gì mà để dối lòng hay là xạo quyệt hết. Nhà chị là đông anh chị em không? Chính anh nè chị em. Chính anh chị em chắc cũng hỗ trợ nhiều. Đúng ha. Rồi là thương nó đó. Đùm bọc. Ông cháu trong nhà đùm bọc lẫn nhau. Ba má chị năm nay cũng già rồi mà khi nghe tin này đổ cháu không. Rồi con chị cũng lo đại học đồ chung mà cũng thương anh em vậy. À chị cũng nuôi con thành tài rồi hả? À, tuyệt vời ha. Đang đại học là chị nó nhắn tin nhớ hoài đó. Là cũng thương nhau cũng khi mất đi tích học một lượt cũng năm ba luôn đó. Là khi nhắn tin là không được nó mới cho chị hay gái. Đó. Con chị con gái. Đó là mới biết ra là vậy hỏi cưng chứ làm sao mà không đau lòng được cưng. Mà nó ở nuôi hy sinh nuôi con tới từng giày. Chị em là phải đùm bọc lẫn nhau, đúng và rồi. Đặc biệt rằng em của chị thì lại không may mắn như những người khác. Đó, mới thương nó nhiều. Những người phụ nữ khác thì có thể là có chồng bên cạnh, chồng làm trụ cột, chồng làm bờ vai để mà gánh vác chuyện gia đình. Nhưng còn riêng về em gái của chị thì lại chỉ có mình ha. Thậm chí cưng biết về nhà ông bà ngoại, hồi xưa cũng như nít nó còn nhỏ mà, ví dụ bị ông ngoại la chị còn nói ba la những đứa con của con hay là mấy đứa kia, có anh có cha có mẹ đầy đủ, ba rầy còn nói tội nghiệp, ba đừng rầy, thiếu thốn tình cảm. Chị còn thương đến mức độ đó, nghĩ sao cái đùng mà nghĩ em mình một năm nữa là nó sẽ nhờ con nó cho em mình nó bớt cực khổ đó cưng. Chị 47 ha. Mình mong vậy, tại nhỏ này quá hiền mà nó hy sinh cho con nó vậy nữa. 27 tuổi là mình bắt đầu là lỡ đò là mà ở tới giờ không có gì hết, mà bao nhiêu người ta thương ta làm mai mối không chịu là không chịu vì con. Tất cả vì con. Vì thương con mình ôm con về chỉ 2 tháng thôi, 2 tuổi thôi là ở tới bây giờ này đó. Rồi cưng thấy bao nhiêu người thương tiếc lắm cưng. Rất nhiều cái người phụ nữ người ta sống có cái nghị lực là vì con, vì cái để người ta phấn đấu, ta vươn lên, ta cam tâm, ta tình nguyện, ta hy sinh cái bản thân, không mong gì cái bản thân được hạnh phúc mà tất cả đều dành những cái điều tốt đẹp nhất cho con, hy sinh cho con. Nhưng mà tới giờ phút này câu chuyện của gia đình nhà mình thì thật sự mình trồng cái cây, nhưng mà tới giờ phút này thì quả là mới ra cái hoa, cái nụ cái hoa thôi, chưa kết thành cái quả, là cái quả là đùng cái là hư luôn rồi. Nó không ăn uống gì đâu, nó sợ là bị quýnh đập đó cưng, rồi nó không ăn uống gì hết trơn hết trọi á. Vậy là trong thời gian mà 20 ngày nay là mình không có nhận được một cái tin tức gì hết trơn hả chị? Thì mới đây đó cưng, mới nhận là tin nhắn giả đó. Tin nhắn là như thế nào? Nó 2 tháng là mới nhận nay chứ cũng có 4-5 ngày nay là... Ai nhắn ạ? Không biết. Cái người nhắn bên Facebook, lấy cái Facebook của ai? Của con chị á. À, Facebook hay Zalo? Facebook. Nhắn như thế nào? Messenger vậy đó em. Là nhắn, là nhắn là bạn bè nó là toàn là mượn tiền không à, mượn người 1 triệu 2 triệu. Thì nhắn cho thằng anh đó là anh chuyển cho em 2 triệu, mấy bữa nay em ốm, em không có tiền, anh chuyển cho em 2 triệu em mua thuốc em uống. Đó, được cái nó mới nói với chị, nó nhắn tin chị mẹ em nhắn tin nói vậy đó. Thì nó mới kêu là thôi giờ em nhắn tin cho mẹ đi. Hỏi nó em đi đâu mấy tháng nay em đi đâu em không nói gì cho mẹ biết, giờ em nhắn tin hay điện thoại cho mẹ biết. Thì nó dạ đó, cái nó nhắn số điện thoại cho chị đó, số điện thoại của nó phải không? Thì nó nhắn số điện thoại của chị là nó nói nhá, mẹ yên tâm đi con á, không có sao đâu. Cuối năm này con về. Thì cái chị mới nhắn hỏi, chị hỏi giờ hiện giờ là con ở đâu. Nó nói con ở Campuchia, con không có sao mẹ yên tâm đi. Số bao nhiêu ạ? Nhắn bằng số điện thoại hay là bằng Facebook? Số điện thoại của nó xài luôn. Là đầu số bao nhiêu? 03. Không phải Cam đâu. Không phải 03 là đang ở Việt Nam rồi, chứ đâu phải ở Cam. 03 là cái số điện thoại của nó. Thường thường là chị nhắn tin là nó điện thoại. Thì cái chị mới nói thôi giờ con điện thoại con nói chuyện với mẹ đi. Rồi nó cúp luôn, nó không có nói gì nữa.
mà chị điện thì nó vẫn đổ chuông nhưng mà chút cái nó tắt máy. Vậy là gia đình nhà mình 20 ngày trời đi tìm khắp nơi rồi. Toàn khắp nơi đi công an chỗ này. Hai tháng. Hai tháng. Dạ. Đi khắp nơi công an đồ đi hỏm này bắt đầu đủ thứ nó rồi. Công an cuối cùng mới báo công an đây. Thành phố chỗ nó gần nó ở cũng báo rồi. Lo lắng. Đi khắp chỗ cái đó. Tất cả mọi người thân trong gia đình bây giờ là bỏ. Cưng biết ha, là bắt đầu phải lưu lại còn mẹ nó còn hy vọng. Bây giờ em đi lưu học lại cho con, đã cô có trở về nữa mà học tiếp. Lưu việc học của nó lại. Lưu học lại. Những cái gì cần thiết thì mình phải làm trước. Làm trước. Cái việc học là quan trọng nhất. Đúng, là mình lo tới vậy rồi. Đó là những cái việc ở nhà. Còn cái việc mà tìm con là cái việc là số 1 rồi. Bây giờ tất cả mọi người thân trong gia đình đều rất lo lắng. Mất ăn mất ngủ. Một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ mà. Người thân ruột thịt sao không thương được đây, đúng không ạ? Ba với mẹ chị là sợ quá ông khỏi luôn. Mà an ủi, rất là an ủi cho ba với mẹ chị là ông hoài nó đó. Tại vì từ nhỏ tới lớn ở đó mà. Mà rất là an ủi cho ông bà già ở nhà. Bỏ ăn bỏ uống. Cái tình trạng câu chuyện nhà mình thì em biết rằng là tất cả mọi người thân trong gia đình đều rất thương. Thương ở đây thương bé, càng thương em nhà mình đấy càng nhiều này. Bởi vì em là ba thì như vậy rồi, thiếu thốn tình cảm. Mà mẹ thì đặc biệt lại. Mẹ thì đâu có to con như người ta đâu đó. Gầy gò, ôm yếu. Hôm nay mất 4-5kg. Mà một đêm con cưng biết nó lại 107 lại. Lại mẹ quan âm đang cứu. Có cứu giùm cô mình từ nay 2 tháng nay. Ai bài gì làm nấy, ai bài làm nấy. Nhưng mà tuyệt đối đừng đi xem thầy nha. Thì bởi vậy mà ai bài làm nấy nó cũng nghe lời, cũng có xem thầy xem bọng hỏng này. Người ta cũng nhắn nó tin kêu gửi tiền đặng hỏi cứu gì. Đồ này kia nội thì người ta bàn mà thấy em nó vậy. Nó kêu thì chị cũng làm cho nó vui. Cứu là cứu sao? Cũng như nói là giờ chuyển tiền cho làm phép làm đồ làm vậy không, là gì. Không. Mà thấy em nó buồn ở đâu chị cũng chở đi hết. Đi dần lôi cho em nó không buồn. Tuyệt đối em khuyên chân thành nha. Tại vì em thấy rất đó. Là thương nên mà em khuyên. Ở đây là em tiếp xúc rất nhiều rồi. Bao năm nay rồi, em làm cái công việc này là bao năm nay rồi. Nhưng mà chị lúc này tinh thần phải vững. Em biết rằng là chị đang rất hoang mang thương con đấy. Nhưng mà đừng có đi thăm thầy. Không thấy có nó buồn đâu, không á, đúng thương, đâu. Nó nói chị bài chỗ đó rồi chở chỗ đó. Hôm đó lên tới Bình Thạnh mình có đi tùm lum các chỗ. Thứ nhất thương mất nó, thời gian. Thứ đó. Hai tốn tiền. Thứ ba là ảnh hưởng tới tâm lý, tinh thần. Đó. Để mấy ngày này cũng vậy nè. Cũng nó kiếm tiền nè. Người ta coi người ta làm cho về đồ này cái nọ. Làm phép gì? Làm phép để cho về hả? Làm gì có chuyện đó. Bởi vậy này, thương không nó có nó, đâu. Thấy nó thương á, nó bài gì mà làm đấy. Chị nghe em đi, đừng có đi nữa nhá. Mình những cái nào mình lỡ rồi thì mình không nói, nhưng mà bây giờ về đừng có đi nữa. Thì em hy vọng rằng hôm nay này, sau cái cuộc ghi hình này, khi mà anh em đăng tải lên, sẽ nhận được một cái tin tức về con nhà mình và giúp con nhà mình sớm quay trở về. Nên mà chị thì chị cũng đừng có quá lo lắng quá nha. Em hiểu chị mà. Chị là một người mẹ mà tới giờ phút này tinh thần đang sụp đổ. Tất cả mọi thứ với chị bây giờ là không còn một cái tinh thần nào để tiếp tục nữa, đúng không ạ? Chị hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con trai của chị. Hy vọng con trai của chị tuổi đời 21 tuổi, học đại học năm 3, đủ để nhận thức, biết được cái công ơn, công lao của mẹ cũng như là tất cả mọi người trong gia đình thương và lo lắng như thế nào để sớm quay trở về. Chị nói chuyện với con chị đi. Tường ơi, con đi này 2 tháng phải lo cho con dữ lắm. Giờ con ở đâu? Con về đến mẹ đi, gia đình lo cho con dữ lắm. Tận cuối cùng mẹ sao không nổi đâu con ơi. Giờ mẹ nhờ anh cộng đồng mạng đang tìm kiếm con về. Bây giờ mẹ không biết kiếm tiền cứu ở đâu nữa đâu thằng ơi. Con về với mẹ đi. Vậy có gì gia đình mình giải quyết con ơi, con đừng có đi nữa con ơi. Khổ thật sự. Dì hãy nói một cái điều gì đó với cháu mình đi dì. Thận ơi, mấy năm rồi con, ví dụ con ở phương trời nào á, thương mẹ, thương gia đình về đi con. Ông bà đang đợi chờ con về, dù có chuyện gì buồn vui nữa thì con cũng dẫn về đây để gia đình giải quyết chứ con đừng có bỏ đi nữa, mẹ con sống không nổi nha con. Rồi nhờ ông bà cô bác, ví dụ gần xa có thấy giùm cháu tôi, đang lên đây rồi nè, cháu tôi là điềm chỉ giùm, cảm ơn cô bác gần xa. Hy vọng rằng em trai xem được cái cảnh này. Em đang ở phương trời nào đó thì em phải sớm liên hệ về với gia đình. Và đặc biệt em phải cấp tốc về đoàn tụ với gia đình. Đó là cái điều thứ nhất để cho gia đình yên tâm. Và cái điều thứ hai là em phải hoàn thành cái nhiệm vụ của em, là tiếp tục đi học đại học. Bởi vì đó là những cái công lao của mẹ, những cái điều mà mẹ hy sinh rất nhiều để mẹ nuôi em tới giờ phút này là sắp thành tài rồi.
và đó cũng là cái công sức của em, trí tuệ của em, chất xám của em đã bỏ vào đó. Thì hy vọng rằng em phải biết được đâu là đúng, đâu là sai. Em phải suy nghĩ, em phải suy nghĩ rất nhiều để em thấu hiểu được cái tình mẹ. Trong khi đó mẹ 27 tuổi thì em mới được 1-2 tuổi, mà mẹ phải hy sinh cả cuộc đời này, mẹ không đi bước nữa, mẹ phải sống vậy để mẹ nuôi em tần tảo sớm hôm, để lo cho em tất cả mọi thứ, nhịn ăn nhịn uống, tiết kiệm mọi điều để cho em được đi học, mà đặc biệt rằng nuôi em tới đại học. Thì em phải biết ơn mẹ rất là nhiều. Đúng ra là em phải chăm chỉ hơn rất nhiều, và em phải học càng giỏi hơn, để sau này để em trả cái công ơn của mẹ, để cái sự hy sinh của mẹ là được đặt đúng chỗ. Và sau này để mẹ cuộc sống có vất vả đi nữa, thì nhìn thấy em trưởng thành, em có cuộc sống tốt đẹp thì mẹ cũng an lòng. Nên mà em ở đâu đó hãy sớm quay trở về. Còn tới giờ phút này mà em không thể về được, hoặc là có thể là em bị những cái người bạn xấu hoặc những ai đó cám dỗ không cho em về, thì em hãy thật bình tĩnh, em gọi cho các chú đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Các chú sẽ có cách có hướng để đưa em quay trở về một cách an toàn nhất. Còn nếu mà cái trường hợp đặc biệt mà tới giờ phút này mà em sập bẫy mà bị lừa qua cam, thì em cũng thật bình tĩnh, em gọi về báo cho gia đình. Gia đình sẽ ngồi lại cùng với lại các chú đội hiệp sĩ sẽ có cách có hướng đưa em quay trở về một cách an toàn nhất. Còn vì một cái lý do nào đó để mà em mải mê, có thể là em một phút nào đó em bồng bột, em nghe theo những cái lời cám dỗ bên ngoài mà em đánh đổi đi một cái tương lai tốt đẹp, thì thật sự đó là một cái điều hối tiếc. Rất hối tiếc, bao nhiêu công sức của gia đình đổ sông đổ biển hết. Mẹ này, thấy mẹ không? Mẹ rồi gì về đây khóc nghẹn, đi cấp tốc từ Tiền Giang mà kiếm khắp nơi, mà lên Bình Dương này. 2 tháng trời qua bỏ ăn bỏ uống, mất công mất sức, bỏ hết công ăn việc làm. Thấy mẹ gầy gò xanh xao, thấy thương không? Đúng ra là em phải thương mẹ gấp trăm gấp ngàn lần, lấy mẹ làm động lực để mà học hành cho thành tài, để sau này cho mẹ đỡ khổ. Và đường này tới giờ phút này em làm mẹ tiếp tục khổ lần nữa. Thật sự những cái ngày tháng qua mẹ em trải qua rất nhiều điều thật sự rất là kinh khủng. Trong cuộc sống của mẹ thì mẹ ấp ủ nhiều điều lắm. Nên mà hy vọng rằng em đâu đó em 21 tuổi rồi, học đại học rồi, em có trí tuệ, có chất xám, biết suy nghĩ, em động não lại, em suy nghĩ lại để em sớm quay trở về. Dạ thưa cô chú anh chị, thật sự đây là một câu chuyện rất là nghẹn lòng và rất là thương một người mẹ. Một người mẹ mà tần tảo như vậy mà tới giờ phút này thì con cái đang làm cho mẹ thật sự rất là buồn bã và khô héo về tinh thần cũng như là thể xác. Nên rất mong video này được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được cái tin tức của em trai này ở đâu để khuyên cũng như là giúp em trai sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình và tiếp tục con đường học đại học. Thì mong rằng hai chị hết sức bình tĩnh, đặc biệt là chị nhé, bình tĩnh về, chị cứ ăn uống đầy đủ cho em nhá. Và chị nghe lời em đi, chị đừng đi xem thầy nữa, hạn chế cái điều đó nhá. Không có thật đâu, đừng có đi, vừa tốn tiền tốn thời gian, vừa ảnh hưởng đến tâm lý. Em tin rằng là chị sống tốt thì sẽ được trời thương, một ngày gần nhất con trai của chị sẽ quay trở về thôi. Dạ thưa cô chú anh chị, nếu cô chú anh chị có thấy em trai như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như đưa em trai sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Thì hôm nay hai chị lặn lội từ một tỉnh rất xa, Tiền Giang, đường xá xa xôi, tin tưởng anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con. Thì hai chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai mình không? Đồng ý. Em chúc cho hai chị về quê nhà thượng lộ bình an. Và đặc biệt rằng chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Con trai nhà mình sẽ quay trở về một ngày gần nhất và bình an nhất để tiếp tục con đường học hành nhá. Đặc biệt chúc cho chị là sức khỏe thật nhiều nhá. Em rất ngưỡng mộ chị đấy, em nói thật, nói nghiêm túc đấy, em rất ngưỡng mộ một người mẹ như chị. Chị khác với rất nhiều em, cái này em không phải nói là nói chung mà em nói riêng á, là chị khác rất nhiều người mẹ khác. Nhiều người mẹ, thậm chí có những người mẹ còn vì tiền mà bán cả con đi nhá. Thật sự cảm ơn đội Thanh Hải vậy. Nhờ đội Thanh Hải giúp giùm chị em, giúp ở đây là anh em giúp hoàn toàn miễn phí nhá. Nhưng mà hai chị cứ yên tâm nhá. Nhưng mà vẫn giúp hết sức có thể nhá. Hai chị bây giờ cứ về quê đi. Sau cái việc này cứ về quê, mình cứ ổn định, thứ nhất là tinh thần cũng như là mình cứ tiếp tục công việc đi làm đi để mình kiếm tiền mình lo cho gia đình nha. Còn chị cũng khuyên nó vậy đó. Chị cứ bình tĩnh đi nha.
chuyện đâu thì còn có đó, 2 tháng rồi mà. Bây giờ anh em sẽ tìm đủ mọi cách. Em hy vọng rằng video này đăng tải lên thì con trai chị sẽ nhận được cái thông tin sớm quay trở về nhá. Chị cũng cầu mong vậy. Dạ rồi, em xin phép chào chị. Dạ. Chào em trai. Dạ. Chị có thể giới thiệu chị họ tên là gì? Chị Nguyễn Thị Hồng. Chị Hồng. Dạ. Chị Hồng là quê quán ở đâu chị Hồng? Huyện Hương Điền, thành phố Cần Thơ. Dạ. Hiện tại chị đang sinh sống và làm việc tại đâu? Ở Bình Dương. Bình Dương. Dạ. Hôm nay chị về đây cùng với ai đây? Với rể. Con rể à? Dạ. Hai mẹ con hôm nay về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ gì đấy chị? Giúp đỡ tìm con. Tìm con. Dạ. Con là con trai chị đúng không? Con trai đúng rồi. Con trai chị tên là gì? Nguyễn Văn Thẩm. Nguyễn Văn Thẩm. Dạ. Thẩm đúng không ạ? Thẩm. 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 Thẩm phán đúng không? Thẩm. Thẩm. À Thẩm. Dạ. Dạ, dạ. Con trai của chị năm nay nhiêu tuổi rồi? 28. 28 tuổi à? Dạ. Bỏ đi lâu chưa chị? Bữa nay nó 19 ngày. 19 ngày rồi. Dạ. Khi đi thì con trai có mang theo thứ gì đi không? Chỉ có cái điện thoại với bộ đồ thôi chứ không có gì hết. Điện thoại với bộ đồ? Dạ. Có xe cộ gì không chị? Không, không có. Trước giờ con trai đã từng bỏ nhà đi như vậy chưa? Đi cũng 2-3 lần rồi. Trời đất ơi, 2-3 lần rồi. Dạ. Đi những lần trước là đi đâu? Nó đi cũng dạ dạ, đi chơi, xanh quanh quanh quanh, hai bữa nó về, hai bữa nó về hả? Vậy mỗi lần đi như vậy về chị có hỏi không? Chị có hỏi rồi, nó nói đi chơi. Trả lời ngẫu nhiên vậy hả? Dạ. Lần này đi con trai có để lại thư từ hoặc là gọi điện báo tin gì cho gia đình không? Không, nó chặn cuộc gọi của em Út nó hết trơn đó, nó còn liên lạc, giờ nó không liên lạc bỗng gì chứ. Nhà chị là được mấy người con? 4 người. Em này là con thứ mấy đây? Con thứ 2. 2 là con lớn hả? Dạ. Là con đầu đúng không? Con đầu, con đầu. Có gia đình chưa chị? Chưa. Có bạn gái gì chưa? Chưa luôn. Trước khi bỏ đi gia đình nhà mình có chuyện gì xảy ra không? Không. Ba mẹ tất cả mọi người trong gia đình là có la dày gì em trai này không? Không, không có chuyện gì. Dạ. Công việc thường ngày mà trước khi bỏ đi là em trai này làm công việc gì? Nó làm công ty mà nó nghỉ rồi. Nghỉ lâu chưa? Nghỉ cũng cỡ 2-3 tháng nay vậy. Là làm công ty có được lâu không chị nhỉ? Nó làm cũng được 1 tháng mấy rồi nghỉ. À, tức là công việc không được ổn định. Dạ. À, cứ nay chỗ này mai chỗ kia đúng không ạ? Dạ. Thất thường. Dạ. Con trai nhà mình có mê chơi gì không? Game bọc nhậu nhẹt gì không? Không, nó không nhậu. Con trai nhà mình có được bình thường không? Cái đó chị cũng không có biết nữa. Cái tính tình của con trai nhà mình như thế nào chị? Thì kiểu là chị nói thiệt là nó kiểu như là nó con trai mà kiểu nó high five vậy đó. High five tức là thích con trai đúng không? Dạ đúng rồi đó. Cái đó bình thường mà. À, thì mình anh sao nói như vậy hả? Mình bởi vì bây giờ là hiện đại, xã hội hiện đại công nhận cái điều đó rồi. Thế giới thứ ba là bình thường. Bởi vì họ cũng là con người, họ cũng có cái khao khát riêng của họ. Nên cái đó rất bình thường. Vậy là con trai mình có quen ai không? Chắc cũng độ chắc nó có quen cơ. Có dẫn ai về nhà không? Có, dẫn cũng nhiều, 2-3 người. Là bạn trai hết đúng không? Dạ. Có bao giờ xin phép ba mẹ cho con quen người này người kia không? Cái đó nó không có nói vụ vậy. Không có nói vụ gì, tự quen rồi tự dắt về nhà luôn. Về nhà chơi hồi là đi à. Nhà mình có tác động hoặc là cấm cản hoặc là nói nặng nói nhẹ gì về vấn đề này không? Dạ không luôn. Không luôn đúng không? Dạ. Nhà mình đã sống đông thành viên không chị ha? Ừ, cũng cả gia đình lên đây hết luôn rồi. Là cả giờ cả con cả rể là ở chung hết. Ở chung hết luôn. Chung hết nhà. Dạ. Tất cả mọi người là cái thời gian gần đây là không có vấn đề gì xảy ra. Không có gì hết trơn. Vậy là 19 ngày trời rồi gia đình nhà mình có nhận được cái thông tin tin tức gì về con nhà mình không? Có, nhỏ em dâu mới gặp hồi một tay. Em dâu gặp dạ. Con nhà mình. Gặp ở đâu? Ở ngoài Huế á. Ôi trời đất ơi, ra Huế làm gì? Chị cũng không có ấy nữa, ra ngoài đó đó. À, đi lâu chưa chị? Đi bữa nay 19 ngày mà gặp đó là một tay tới giờ đó cơ. Một tay, hôm nay là ngày mùng 8 rồi. Dạ. Yeah. Vậy là gặp ở Huế là với ai? Như thế nào? Nó đi theo đông lắm, thầy Thịnh Tệ gì đó. Theo ai chứ? Theo đám đông, theo thầy Thịnh Tệ gì đó. Thầy Thích Minh Tuệ hả? Dạ. Phải không? Phải. Ôi trời đất ơi, thật luôn hả? Dạ. Nhà mình thấy ở đâu? Thấy ở ngoài, tại ngoài Huế luôn á. Là mình xem qua cái hình ảnh nào? Ở trên TikTok. À, trên TikTok. Dạ. Là mình thấy. Dạ. Đúng con nhà mình không? Dạ đúng. Vậy là con nhà mình đi theo đám đông. Dạ. Để đi theo thầy. Dạ. Thông tin này chính xác không? Dạ chính xác. Là mình nhận ra được. Dạ. Có hình ở đây luôn. Vậy là 19 ngày trời làm điện thoại là mình gọi cho con nhà mình thì như thế nào? Nó không có liên lạc không gì hết trơn. Liên lạc gì trơn. Không còn gì. Thuê bao hay là máy bận hay là như thế nào? Chặn hết trơn luôn. Chặn hết thuê bao rồi chặn hết luôn. Vậy là tới giờ phút này mình chưa hiểu được cái nguyên nhân lý do gì. Dạ. Mà khiến con nhà mình lại trở nên như vậy. Dạ đúng rồi. Vậy là lần này là mùng 1 là cháu dâu của chị hả?
hay là em dâu? Em dâu thứ 8 mà. Em dâu là phát hiện được. Dạ, phát hiện. Trong đám đông. Dạ. Là đi theo thầy. Dạ. Mà không biết nó theo thầy hả, nó đi theo đám đông thì mình cũng không gần, mà thấy lậu gì đó. Tóc là còn tóc hay là chọc lóc rồi? Còn tóc nguyên luôn. Còn tóc còn hả? Luôn. Dạ. Có thể là con trai nhà mình yêu mến thầy. Dạ. Hiếu kỳ đi ra đấy để đi theo, đi dạ. xem. Và tới giờ phút này là mất luôn, tin tức rồi. Dạ. Hồi thầy nghĩ tới giờ luôn không có lên nữa vậy luôn đó. Rồi chị mới sợ đó, chị mới nhờ cộng đồng mạng kiếm giùm con chị. Vậy là từ ngày mà thầy ẩn tu, tới giờ là gia đình nhà mình cũng không còn được xem cái hình ảnh nào về con mình. Không. Chỉ có hình ảnh bữa một tay đó tới giờ. Bữa gặp em dâu gặp rồi nó gửi tới giờ có giữ được cái tấm đó thôi. Mình xem cái clip đó mình có tá hỏa không? Tá hỏa luôn, chị gặp chị rớt nước mắt luôn. Mắt mừng bất ngờ luôn. Bất ngờ ha. Dạ. Thấy con mình được mình mừng. Ngày con đi có tiền bạc gì không? Không. Không có tiền bạc thì sao đi ra đấy được ta? Cái đó điện thoại con trai nhà mình hay điện thoại gì? Dạ điện thoại Samsung. Samsung giá trị cao không? Dạ không. Vài triệu mấy. Hay là cầm điện thoại bán điện thoại rồi lấy tiền xe đi rồi. Dạ cái đó không biết. Chị đang lo sợ nhất điều gì đây? Chị sợ không biết cái nào nói gì hết. Trời đất ơi. Khóc hoài. Cấp bệnh nữa, chị bệnh nữa. Không biết chữ, không biết chị chứ. Khổ lắm. Gia đình nghèo nữa. Chị có xem những cái clip của thầy Thích Minh Tuệ không? Chị mới bắt đây thôi mà chị dốt, chị bắt cái nào chị coi cái nấy, chị không biết cái gì chứ. Chị thầy... nhờ, bây giờ nhờ. Thầy Thích Minh Tuệ là người tu hành ấy, yeah. Người ba hạnh đầu đà. Yeah. Rất tuyệt vời. Yeah. Con nhà mình có thể hay là con nhà mình lại muốn đi tu đây? Cái đó chị không biết, biết nữa. Bình thường con nhà mình có hay đi chùa đi chiền không? Nó hay đi lại mẹ, đi lại mẹ quan thế âm bồ tát vậy hả? Nó thì hay ra ra đó là nhiều. Khổ thật sự khổ lắm. Bây giờ cái việc thầy là phải ẩn tu bởi vì người dân quá nhiều, ảnh hưởng thứ nhất là tới giao thông, ảnh hưởng đường đi lại rồi là ảnh hưởng tới thầy tu nữa, nhiều người quá thầy tu không được, làm phiền thầy á. Còn thầy đi vậy nó đi mình cũng mừng, bây giờ thầy không đi nữa không biết nó ở đâu. Đông vậy sao thầy đi tu được đây? Dạ. Đông người lắm, đi theo rồi cản trở giao thông. Thứ nhất là thầy mệt mỏi thêm. Thấy tội nghiệp thầy. Thương thầy, thương thật thầy. Sự rất thương thầy. Mẹ chị đâu không biết cái vụ đó đâu. Bắt anh con ngày nào cũng coi, chị tìm con rồi cứ gặp nó hay không. Mà chị không có biết. Thầy là lan tỏa nhiều cái thông điệp, nhiều cái ý nghĩa lắm. Dạ. Đúng không? Dạ. Chị thấy bây giờ là đời sống vô thường không? Khi nào con nhà mình cảm thấy đời sống bây giờ nó vô thường quá nên mà không muốn sân si gì nữa, muốn từ bỏ tất cả không? Chị không biết nữa đâu, chị cũng không biết nữa. Biết hả? Dạ. Chị hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con của chị, hy vọng con của chị xem được video này sớm quay trở về. Dạ, chị trông nó đi về, chị thương nhớ, chị bệnh hoài. Con này là con cả đúng không? Cả, dạ. Cha nó cũng bệnh hoài, cha nó dái, cho nó về, cha nó cũng có đậu heo nữa đó. Nào, trời cha đất ơi, cũng gì cũng đậu con heo. Bởi vậy cha nó nào chứ không có dái, không có ấy. Mình cũng chay được rồi. Dạ hả? Dạ. Cũng chay thôi, đừng cúng ạ. Dạ, cha nó gầu quá, cha nó dái gì đó. Có ngày chị lại mẹ con thấy bồ tát hoài, quỷ khổ đổ con mình về. Ủa thật sự khổ. Chị bệnh chứ đâu đi mặn gì được đâu, con cái nuôi mà. Vậy là 19 ngày trời rồi, gia đình nhà mình đi tìm con ở nơi nào rồi chị? Chị chưa không có chưa có biết đi tìm. Không có nghe tin tức gì. Dạ, nhờ cái bà chị mới thấy ông thầy vậy thấy gì nè, chị chỉ giùm á, chị mới biết thôi, chị cũng không biết. Không biết tìm ở đâu. Vậy là chỉ có hôm mùng 1 đó là mình phát hiện được cái thông tin đó rồi. Dạ. Chị thấy được cái đó là chị có buồn hay vui? Chị vừa mừng mà vừa buồn cứ. Chị mừng là vì điều gì? Chị mừng chị gặp được con, thấy mặt nó vậy chị mừng. Còn chị buồn là buồn điều gì? Buồn không biết con mình đi biết chừng nào về nữa. Rất đêm nào chị bằng ngày bằng đêm chị khóc tối ngày. Chị bệnh là ăn uống không nổi luôn. Nhìn thấy mình về con mình biết sao. Dạ, chị trông cho nó, chị mấy em, mấy cưng đồ kiếm nuôi con chị về, chị mừng lắm. Khổ quá trời khổ luôn. Tới giờ phút này là mẹ là suy sụp hết tinh thần, tất cả mọi người trong gia đình lo lắng, bỏ hết công ăn việc làm.
dễ bữa nay nó đi làm nó nuôi con. Thứ bảy đúng không ạ? Dạ, đúng ra là phải đi làm. Dạ. Em trai giới thiệu em tên gì? Em là Phan Văn Tính Tiệp, sinh năm 2003. Em là em thứ mấy trong gia đình đấy, lấy dạ. lấy con gái của chị này? Dạ thứ tư. Thứ tư hả? Dạ. Em đang sợ nhất anh mình sẽ gặp điều gì đấy? Sợ nhất. Em nói lớn thì giúp anh không? Sợ là ăn uống gì được không? Rồi sống làm sao? Vậy là từ bữa giờ em có theo dõi những cái video mà người dân khi mà quay về theo thầy không? Dạ có, em cũng lên TikTok coi nhiều lắm mà từ mùng 1 Tây tới giờ là không thấy nữa. Bởi vì bây giờ đâu còn ai đi theo nữa đâu. Dạ. Thầy ẩn tu rồi, để thầy tu. Tại vì nhiều người đi như vậy là thầy thật sự là rất là mệt. Dạ. Nhất là mệt, thứ hai là ảnh hưởng tới giao thông. Dạ. Nên thầy muốn được yên tĩnh để thầy tu. Dạ. Em phải nói một cái điều gì đó tình cảm nhất tới anh vợ của em. Hy vọng anh vợ của em xem được video này sớm quay trở về. Chị để thấp tấm hình xuống đi chị. Thấp xuống nữa cho em. Dạ. Em chỉ mong là anh gửi em về với gia đình, với cha mẹ, với anh em thôi. Chứ em không cần mong gì hết. Hai anh em ở nhà cái lúc mà anh chưa bỏ đi có hay tâm sự không? Dạ cũng có. Cũng đi mua đồ ăn này kia cho anh. Em thấy tính tình của anh như thế nào? Dạ cũng bình thường, anh em cũng thương nhau lắm. Có gì cũng mua về cho anh hết. Nhỏ à, vợ này thương anh đó lắm. Ai cũng thương. Vợ em thì thương anh hai lắm. Thương đúng không? Dạ, lúc mà mùng 1 Tây mà M8 gửi lên cái video đó là vợ em thấy, vợ em chạy khóc. La sùm hết trơn. Dạ. Khổ thật sự khổ. Khổ lắm con ơi. Bây giờ là gia đình là bỏ hết công ăn việc làm để đi tìm. Một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ. Ăn uống gì được đâu. Mấy ngày nay em cũng không ăn uống gì hết trơn. Nấu được cơm mỗi tên nó mới ăn nấu đó. Tinh thần đâu mà ăn uống đây. Nhưng mà em hy vọng rằng là con trai của chị vẫn bình an và mạnh khỏe. Có thể là trong những ngày qua có thể là bị bạn bè rủ rê hoặc là buồn một cái chuyện gì đó. Hoặc là thấy cái gọi là cái sự hiếu kỳ nào đó để mà bỏ nhà đi hoặc là đi theo nhá. Thì em mong rằng là một ngày gần nhất con trai của chị xem được video này để sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây là một câu chuyện rất là buồn. Thì em rất mong rằng là tất cả cô chú anh chị xem video này chia sẻ lan tỏa, hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải sẽ tìm được cái thông tin chính thức của em trai này ở đâu để khuyên em trai này sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Để cho gia đình bớt đi phần nào lo lắng. Đặc biệt hôm nay người mẹ về đây thì rơi nước mắt và lo lắng cho con rất là nhiều. Thì nếu cô chú anh chị có thấy em trai như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp, cũng như là khuyên em trai sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Chị có cái điều nào chị muốn nhờ tất cả bà con cô bác trên cộng đồng mạng để giúp đỡ tìm con trai nhà mình không? Chị nói đi. Gì đó, nhờ cộng đồng mạng kèm con của chị được về, chị cảm ơn chị chấp chứ gần lắm mừng. Chị không biết nói gì nữa giờ. Chị giấy trời mà chứ động mạng tìm được con chị thôi. Dạ, thôi chị bình tĩnh nhá. Em chúc tất cả gia đình nhà mình thật nhiều sức khỏe. Và gia đình nhà mình cứ yên tâm đi. Về mình cứ tiếp tục công việc và sinh hoạt bình thường. Đặc biệt là chị và cũng như là ông xã, tất cả mọi người thân. Ăn uống giữ gìn sức khỏe. Thì khi mà hôm nay thì hai mẹ con về đây thì anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức. Thứ nhất là đăng tải video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con nhà mình. Thứ hai là anh em sẽ kết nối với tất cả các anh em ở tỉnh khác để giúp gia đình nhà mình đi tìm nhé. Thì hôm nay chị cùng với lại con rể về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con. Hai mẹ con có đồng ý cho anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con không? Đồng ý luôn. Chị cố gắng nha. Mình về mình cứ ăn uống đầy đủ. Đặc biệt là em ấy, em về em cứ đi làm bình thường đi. Bây giờ mà em với lại gia đình mà cứ đi tìm ngoài đường, biết đường nào tìm đây. Đúng rồi, mới đường tìm. Rộng lớn lắm chứ đâu phải đơn giản đâu. Nhá, về mình cứ tiếp tục công việc. Em có con chưa? Dạ con em được tủ máy rồi. Về đi làm đi, kiếm tiền mua sữa cho con. Dạ. Bây giờ mà cứ bỏ hết công ăn việc làm thì tiền đâu nuôi con nuôi vợ đây. Dạ. Nhá. Dạ rồi con xin phép chào cô. Cô có thể giới thiệu cô tên là gì? Là Phạm Thị Phượng. Cô Phượng. Dạ. Cô Phượng là quê quán ở đâu cô? Quê ở vùng ở Hậu Giang. Hậu Giang. Nhưng mà hiện giờ đang ở Tân Hiệp. Bình Dương. À. Hôm nay cô về đây nhờ anh em hiệp sĩ giúp đỡ gì đấy cô? Dạ, sẽ giúp đỡ tìm con. Tìm con.
Con trai của cô họ tên là gì? Con trai tên là Trần Văn Tình, năm nay 19 tuổi. Tên Trần Văn Tình, năm nay 19 tuổi. Trần Văn Tình, 19 tuổi. Bỏ nhà đi lâu chưa cô? Bỏ nhà đi bữa nay nó đã cỡ 20 ngày. 20 ngày rồi cơ hả? Đi là đi đâu cô? Chẳng biết đi đâu, rồi sáng đi làm ở nhà nó xách giỏ đi làm, đi rồi cái ở sớm thấy nó đi, rồi tính đâu đi làm chiều giờ không thấy, rồi coi lại nhà quần áo mắt rồi biết nó đi, không biết nó đi đâu, không biết lạc được. Cô là mấy người con? Có một đứa con một. Độc nhất vô nhị là có mình cậu con trai này thôi. Thằng con một, nào giờ cũng chưa đi đâu hết trơn. Trước khi em nó bỏ đi là gia đình nhà mình có la dày gì em nó không? Không. Chỉ nó đòi đi làm ở ngoài, kêu nó làm tin nó không chịu, nó làm ở ngoài rồi kêu nó ở nhà đi, không cho nó đi, rồi kêu nó ở nhà rồi đi làm ở nhà nó đi. Làm ở ngoài. Tức là con trai nhà mình muốn đi làm ở ngoài, sinh ba mẹ, nhưng ba mẹ không chịu, không cho. Làm cụ thể là công việc gì cô? Nó đòi đi làm tài xế xe, lơ xe. Làm lơ ha? Con trai nhà mình có biết lái xe không? Không, làm lơ á. Rồi không cho nó đi, rồi nó đi làm nhà máy xanh, đi kho bách hóa xanh vậy đó. Đi máy xanh, bách hóa xanh hả? Dạ. Rồi cô không chịu hả? Rồi nói thôi đi ra ngoài mất công mẹ lo à. Rồi con ở nhà đi làm công ty đi, rồi nó không chịu. Thì cha mới thảy 20 ngàn cho nó ăn sáng, kêu con ở nhà đi, rồi ở nhà hai ông bà đi làm ở nhà nó đi. Trước đó là con trai nhà mình làm công việc gì cô? Nó làm xưởng gỗ. Làm được lâu không ạ? Cả năm... năm rồi nó làm đâu được 8 tháng rồi nó làm được, nó nghỉ rồi Tết tới giờ nó không có làm. Làm công việc đó có cực khổ không cô? Cũng hơi cực. Làm một ngày mấy tiếng ạ? Ngày 8 tiếng có khi 12 tiếng. Mỗi lần con trai đi làm về có than phiền với ba mẹ là công việc cực khổ mệt nhọc không? Không, 2 năm trước, 3 năm trước rồi nó làm đem tiền gì dẫn ra, nó không nói gì hết. Có 2 năm nay là nó không chịu làm, khi làm khi nghỉ vậy. Thế nó đòi đi ra ngoài làm. Làm thất thường. Cô chú là có hay la dày gì con không? Không. Thì thỉnh thoảng cũng la vài tiếng thôi, chú cũng không có la nhiều. Cô là quê ở Hậu Giang, nhưng mà hiện tại đang lập nghiệp ở Bình Dương. Ở Bình Dương. Là nhà mình có nhà ở Bình Dương chưa? Có luôn. Cô giỏi vậy hả? Thì đó nhà ở Bình Dương rồi cái còn thiếu nợ đó, kêu con gán làm phụ mẹ ăn trả tiền nhà đó. Thì chỉ nói nó vậy thôi. Con trai nhà mình tính tình có ngoan hiền không? Thì nào giờ nó ngoan lắm, đi tới đâu ai cũng thương hết trơn á. Có bao giờ cãi lời ba mẹ không? Không. Lần này đi có viết thư viết từ gì để lại không? Không thư từ gì hết. Cái hôm đó là con trai nhà mình đi là mang theo thứ gì đi cô? Đi theo cho mình chỉ có cái giấy, chứ có cái điện thoại với cái xe, mua xe cũ cho nó đi làm đó. Dạ. Không có cái gì với hai bộ đồ với hai bộ quần xà lỏng gì thôi chứ không có gì. Có hết. Tiền bạc gì không ạ? Không, có 20 ngàn rồi sáng, cha đưa cho 20 ngàn sáng, không có tiền, không có vàng, không có giấy tờ gì luôn. Vậy là con trai lớn rồi, như vậy mà hàng sáng là ba mẹ cho tiền hả? Cô đi đâu là phải xin tiền ba mẹ? Đi làm thì mỗi lần cho tiền, đi đâu xin tiền cho mẹ. Vậy hả? Ngoan vậy hả? Đi đó đi đâu xin tiền cho mẹ, nhiều khi tới lương rồi cũng đưa rồi cho vài trăm, là cho nhiêu lấy nhiêu chứ không có đòi hỏi. Con trai nhà mình có nhậu nhẹt, thuốc thang, cà phê, cà pháo hoặc là chơi game gì không? Nó chơi game thì có chơi game, nó chơi ăn nhậu thì thỉnh thoảng cũng có nhậu, nhưng mà đi chơi còn đêm thì chứ 9-10 giờ về chứ cũng không có ở đêm. Con trai nhà mình có quen ai không? Có quen bạn gái chưa cô? Bạn gái thì cũng có nghe nó quen, nhưng mà không có dắt, có dắt một hai đứa về nhà thôi. Trước giờ là bạn bè có hay tới nhà để tụ tập cà phê cà pháo không? Không, chỉ có một hai đứa lại nhà chơi rồi ngủ đi đánh banh rồi thọc pizza đó thì có. Cô đã hỏi thăm những người bạn đó chưa? Hỏi hết rồi, mấy đứa bạn đủ thứ rồi liên lạc, nó không đứa nào liên lạc được hết. Không có tin tức gì? Không có tin tức gì. 20 ngày rồi hả cô? 20 ngày rồi. Gia đình nhà mình đi tìm kiếm nơi nào rồi cô? Đi tìm thì tìm bạn bè nó rồi, anh em vòng vòng ở rồng này đầu kia thì tìm, rồi đi thầy tùm lum hết rồi cũng không có. Đi thầy cúng có thầy bói hả? Đi coi đó mà cũng không thấy đâu á. Coi nhiều không cô? Coi có ông, hai ông. À, mới có hai ông hả? Không có tin tức gì đúng không? Không có tin tức gì. Cô đang lo sợ nhất điều gì đây? Lo sợ nhất là đã nó đưa qua bên Cam với bên Miên mà anh. Cũng có thể trong cái thời gian vừa rồi, chính vì cái điều mà con trai muốn đi làm việc ở ngoài. Yeah. Nên cũng rất dễ gặp những người bạn hoặc là gặp lên mạng để tìm hiểu công việc, cũng gặp những cái người mà người ta dụ dỗ, người ta lừa bán thì qua đó Cam. Đó là sợ nó xin việc làm trên mạng đó, người ta lừa đó, là sợ gì đó. Tại vì giấc tối 10 giờ về là còn bắt cái mạng lên, là cái mạng của nó là còn có thấy nó ngồi trên cái xe lớn, mà có cái kiến là kiến xe lớn mà không biết xe gì thì không biết, không thấy chọn cái xe, chỉ thấy cái kiến thôi.
rồi tới bữa sau là mất luôn. Xe, đi lơ xe. Thì nó xin đi lơ xe đó. Rất mà. Nhiều cái câu chuyện mà công việc làm là đi theo xe để bốc vác trái cây. Và rồi là mất tích. Cụ thể là bị lừa bán qua cam rất nhiều. Đó, rồi nó đi là mất tích luôn đó. Bởi sợ gì đó. Khổ, tìm thật sự đâu khổ. Rồi ta chỉ đây nó thi hải này, tìm Nam mới đi tới đây. Vậy là bữa giờ là nhà mình không có đi tìm hả? Cũng có đi tìm. Dạ. Nhưng không có tin tức. Rồi cũng thành phố này cũng mới lên đây cũng không gần đường rồi cũng tìm vòng vòng thôi rồi nhờ bạn nha anh em mà anh em của nó này kia tìm. Chứ không nghe tin tức gì hết. Cô hãy nói một cái điều gì đó với con trai của cô đi, tâm sự với con, gọi tên con ra đi. Con đang ở đâu đó, sớm quay trở về đoàn tụ với mẹ, với ba. Cô nói chuyện với con đi. Con ơi, con đang ở đâu, con về với mẹ, nó trông con. Tình ơi, về với mẹ đi, nó trông con, giờ không biết con ở đâu nữa. Ba mẹ đang đợi con. Ai cũng trông đợi con về hết trơn. Rất khổ. Con đứa mà có xanh nó gà bệnh tới giờ mới hết đó. Bệnh gì cô? Nhiễm thận á. Thận hả? Cô còn nhỏ vậy mà bị hả? Xanh nó gà là nó bao nhiêu tuổi làm uống thuốc bao nhiêu năm. Trời đất ơi khổ vậy hả? Sao mình đẻ ít vậy cô? Đâu cho bác sĩ đâu có cho xanh đâu. Đâu có bầu anh nó là bị bệnh rồi bỏ rồi. Nó là bể cái hoạch đó mới xanh được nó đó. Tức là cô có bệnh, bản thân cô có bệnh đúng không? Bệnh này là bệnh di truyền hay là sao? Không, bệnh không có di truyền. Bệnh thận nó bị yếu á. Cô năm nay là nhiêu tuổi rồi cô ha? 53 tuổi. 53 tuổi. Nó có mình hơn đó. Hồi nãy giờ nó cũng có thường đi xa. Thường là nữa. Các cô cũng như là lứa tuổi như cô là thường thường ít nhất cũng phải 2-3 đứa con ha. Có gia đình thì rất nhiều. Dạ. Có gia đình thì có thể là 6-7 người con. Tại có gia đình cũng muộn á. Dạ. Sinh có mình nên nó. Sáng nay thì anh em cũng có nữa đâu. Cũng có giúp đỡ hai trường hợp, một em trai 32 tuổi, 4 đứa con và một anh trai thì 38 tuổi, 5 đứa con. Dạ. Khổ thật sự khổ. Cô có điều nào cô muốn nhờ tất cả bà con cô bác trên cộng đồng mạng giúp đỡ gia đình nhà mình nhờ tìm con. Có ai có liên lạc lên nhờ bà con mà ai thấy nó cho đây tin tức giùm. Có vậy nó cũng băng lên đồng cộng đồng đó mà ổng ra cũng không nghe tin tức gì hết luôn. Hy vọng rằng là em trai xem được video này thấy mẹ của em về đây nhờ các anh các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đi tìm em thì em đang ở đâu đó hãy sớm. Đi sớm về với mẹ. Về đoàn tụ với gia đình. Bởi vì tới giờ phút này từ ngày em đi 20 ngày trời rồi. Ba mẹ lo lắng rất là nhiều. Nên mà em ở đâu đó thì em hãy sớm quay trở về đi. Nếu chưa về được thì em gọi điện về em báo tin cho gia đình để gia đình yên tâm hơn nha. Dạ rồi, cái sự việc của cô thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức. Hôm qua nhỏ em giúp đỡ gia đình nó nhà bị mình. Lừa đó, ông đem lên công an số điện thoại này kia đó, ông nói là chuyển tiền rồi lừa được gì mà mấy ông nói mà ông quay rồi mà nó còn ở Bình Dương này nó không có đi đâu chứ. Nó đi chơi tụ tập lang thang vậy là nói sao mấy anh không bắt về, nó có tội gì đó bắt về. Giờ nó đang đi chơi nó chán mà nó về. Là ý là con nhà mình hả? Ừ, thì đúng rồi, bây giờ như này để con nói cho cô hiểu hơn, rất nhiều cô chú anh chị không có hiểu. Bởi vì nếu mà con nhà mình dưới 18 tuổi thì lại khác. Tức là dưới tuổi vị thành niên. Còn con nhà mình trưởng thành rồi mà, 19 tuổi rồi mà. Con nhà mình có quyền công dân mà. Cái này thì anh em thì cũng đăng dầm gia đình thôi để tìm kiếm cái tin tức. Bởi vì gia đình rất lo. Lo thứ nhất là lo sợ rằng con nhà mình đi ra gặp những cái người không tốt lừa đảo này kia thôi. Để biết được cái tin tức con nhà mình ở đâu, để con nhà mình về thôi. Chứ còn cái này thì anh em không có quyền bắt nhá cô nhá. Anh em chỉ giúp, đang giúp gia đình nhà mình là tìm mà con cái, tìm người thân. Thấy thì giữ nó về, giữ dạ. Điện gia đình tới cũng được. Bởi vì là gia đình đang rất lo lắng. Chứ còn em trai này, con nhà mình đâu có phạm tội gì. Lớn rồi, 19 tuổi nhưng mà quyền công dân đi đâu làm gì là quyền của em nó mà. Quyền tự do mà. Thì hôm nay thì cô về đây nhờ thì anh em giúp để cho cô biết được cái tin tức cho gia đình khỏi lo. Bởi vì lo rằng là con trai nhà mình đi ra bên ngoài gặp những cái điều không hay. Đúng không ạ? Thì hôm nay cô về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Cô có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình không? Dạ. Cô đồng ý không ạ? Đồng ý. Anh em sẽ giúp đỡ cô là hoàn toàn miễn phí cô nhá. Dạ. Cuối video con chúc cô cũng như gia đình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt con trai cô sớm quay trở về một ngày gần nhất cô nhá. Dạ rồi, em xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Nhờ mấy chú giúp giùm. Dạ. Giờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn.
Dạ, trong những ngày gần đây anh em liệt sĩ Bình Dương phải là ghi nhận đặc biệt là rất nhiều, đa số là các anh hoặc các em trai về đây để nhờ anh em liệt sĩ Bình Dương ghi nhận đăng tin để tìm vợ và tìm tình nhân. Đây một câu chuyện tiếp theo, một câu chuyện là thực sự là câu chuyện này rất đau lòng mà cho một chàng trai. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào anh trai nhé. Dạ. Anh có thể anh giới thiệu anh tên gì? Dạ, em tên Châu Ngọc Thảo. Châu Ngọc Thảo hả? Dạ. Mình nhiêu tuổi đây? Dạ, em 39 tuổi. 39 tuổi hả? Dạ. Mình quê quán ở đâu? Quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh luôn hả? Dạ. Mình ở quận mấy? Ở Bình Tân. Bình Tân hả? Dạ. Rồi hôm nay về đây nhờ anh em mình xin Dương ghi nhờ tìm ai đây? Dạ, tìm con bạn quen một cô đó có tên Nguyễn Thị Xuân Ly. Hôm nay là cũng một năm rưỡi gần 2 năm. Tìm người một bạn gái. Bạn gái dạ. Quen mình quen ở đâu? Mình quen ở Đà Lạt. Mình gặp nhau tại sao lại ra Đà Lạt gặp nhau? Em do ngoài Đà Lạt làm ở ngoài, làm công trình ở ngoài. Mới quen cô gái đó tại khu du lịch đó. Rồi người ta hướng dẫn viên hay gì? Đầu bếp nấu ăn vô trong nhà hàng đó. Đầu bếp nấu nhà hàng. Hôm nay cũng quen nhau cũng dắt về nhà ở. Cũng một năm mấy rồi, 2 năm nay rồi mà. Rồi cô gái đó mới nhắn cho em là cái ngôi nhà em bị bệnh. Rồi phải kêu em mượn tiền dùm giúp đỡ gia đình. Với mượn số tiền để giúp đỡ làm giấy tờ đất cái nhà ngoại. Rồi để chờ bà má ngoại bán đất để gửi tiền vô để trả lại. Còn tới ngày 30 tháng 5 là cũng là lâu quá, cũng cái 30 tháng 5 là muốn lộ bài lộ ra. Thì cô gái nó mới lấy một chiếc xe của em, Vision của em, bỏ đi luôn. Là đến lúc mới biết. Dạ. Đến lúc này mình mới biết đúng không? Tới lúc 30 tháng 5 rồi cô đó là nói là lấy chiếc xe đi chợ. Đến lúc mà mình mới phát hiện ra. Dạ, lúc đó mình phát hiện ra là bẹp mới muốn bởi chuyện á, rồi cô gái đó giả bộ lấy chiếc xe đi chợ. Rồi lấy đi luôn. Họ tên của người phụ nữ này đầy đủ là gì? Nguyễn Thị Xuân Ly. Nguyên quán ở đâu? Nguyên quán ở Khánh Hòa. Khánh Hòa miền Trung à? Nha Trang Khánh Hòa hả? Nha Trang Khánh Hòa. Người ta nhiêu tuổi rồi? Dạ, cũng 1985, 39 tuổi, bằng tuổi. Bằng tuổi nhau. Dạ. Người phụ nữ này trước đây có chồng có con chưa? Dạ cũng có, để chồng có một đứa con. Người phụ nữ này trước quen nhau là mình quen ở Đà Lạt là dạ. Làm đầu bếp. Dạ quen ở Đà Lạt làm đầu bếp. Mình có tìm hiểu rồi trong đầu bếp trong nhà hàng đó là người phụ nữ này, người bạn gái này làm trong đó bao nhiêu năm rồi không? Em cũng nghe nói em cũng giờ mới ra là quen rồi đó, mà chủ nó mới mua lại cái khu lịch đó, anh chị em cũng không có gần gì mấy, cũng làm cũng mấy cũng lâu rồi, mấy năm rồi, cũng 2-3 năm trong khu lịch đó rồi. Rồi cho hỏi này là hai vợ chồng là xong sau đó thì mình làm hết công trình ở Đà Lạt. Dạ. Mình dắt người bạn gái này về quê. Về nhà mình. Về là thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Bình Tân. Dạ. Để chung sống. Dạ, mình có nhà riêng không? Dạ, có nhà riêng. Trước này có vợ chưa? Dạ, có chứ, có vợ, nó mất cái mùa dịch đó, mất 2 năm mấy rồi. Vậy là mình có mấy người con đó? Dạ có một đứa. Trai gái? Dạ đứa trai 17 tuổi. Ồ trời ơi. Con còn học không? Dạ con bỏ học, con nghỉ học rồi đi theo làm. Hai cha con. Dạ. Vậy là mình tin tưởng người này, mình tính là làm vợ đúng không? Dạ, bởi vợ mất cũng mùa dịch Covid. Dạ đúng rồi, mình tin tưởng về làm vợ để sống phụ gia đình rồi. Mình đã xem được căn cước của người phụ nữ gì chưa? Dạ lúc đó là nó không có căn cước, nó để căn cước ở nhà ngoại, nhà quê thì không có đem vô. Xong kêu gửi vô hay kêu gửi là mình về ấy nhá? Em cũng không biết cái vụ nó tại sao, nhưng mà không giấy tờ vậy, nhưng mà em cũng tưởng về nhà ở mình cũng nghĩ không. Thế về nhà mình trong thời gian về nhà mình sống bao nhiêu thời gian? Rồi từ tháng 4 trước Tết nữa. Tháng 4 năm mấy? Về rồi cũng đi ra Lạt, đi vô. Vậy là tháng 4 năm 2023. Dạ, tháng 4 trước tháng 4 nữa trong Tết á. Là năm 23. Dạ. Đến giờ là năm 24. Đến giờ phút này 1 năm mấy rồi đúng không? Dạ, 1 năm mấy rồi, gần 2 năm rồi. Em quen là lúc 11 năm 2022. Từ tháng 11 năm 22. Dạ, 22 là em ra ngoài em làm. Làm mới quen. Vậy là người phụ nữ này về với mình để về thành phố Hồ Chí Minh, người ta làm công việc gì? Cũng nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu chợ nó cơm này thôi chứ không có làm gì mấy. Mình thấy có cái gì bất thường không? Cũng không có gì bất thường, nhưng mà không có gì bất thường hết. Nhưng mà có cái mà mình mượn tiền á là nói lừa gạt em, mà nói người nhà ở ngoài ngoại bị mổ chân bông dài, bà già vợ ngoài em mổ chân. Có chụp hình cho xem không? Không chụp hình, mà là chạo Zalo giả nhắn cho em. Nó cũng như là nó lấy cái Zalo đó làm Zalo giả, nó nhắn vô hai bà già, nó nhắn hỏi này hỏi kia để mượn tiền, em kêu em gửi tiền ra ngoài giúp gia đình. Sao mình đi làm công trình mà mình lại thiếu sự tỉnh táo như vậy? Em cũng tưởng thấy cũng ở nhà thì mày kia nấu cơm nó ai nhờ nó làm như vậy. Thế là cuối cùng là cô gái này là cái người bạn gái này mượn tiền của mình là lần đầu tiên là bao nhiêu tiền? Mượn nhiều lần lắm, mượn lần này một như 100 như kêu gì đấy 100 rồi. Mổ chân gì mà 100? 150. Mổ những cái gì mà 100? Thì đó mổ chân nói gì đó, nhiều lần lắm, nói gạt nhiều lần lắm. Nhiều lần như cụ thể mình phải biết là lần thứ 2, lần thứ 3 thôi là phải kết thúc. 2-3 lần nữa rồi giờ mượn tiền làm giấy tờ nhà nữa ngoài nữa. Giấy tờ nhà là nhà đâu, giấy tờ đâu? Ở ngoài đất mình cũng tưởng mình không hỏi. Mà mình phải xem chứ.
thì em mới bị gạt vậy đó. Vợ mình còn không tin được, đây chỉ là tình nhân thôi, mới sống với nhau chỉ có hơn một năm thôi, mà đặc biệt là nguyên quán người ta khai ở Khánh Hòa nha Trang. Thực sự là mình đã ra nhà chưa? Dạ, chưa ra nhà. Đó, chưa mình, ra nhà mà dám giao tiền. Mình có cũng một cái tờ giấy của công an chứng ở ngoài đó, xin đơn xin việc làm có chứng nhận đó. Cái đó mình cũng chưa tin được. Em cũng có báo công an cũng điện ra ngoài rồi. Công an cũng điện, có ở ngoài đó. Nhưng mà hồi đó là nó mua chiếc xe, không giấy hay gì đó, nó bán cho ai á, rồi bị công an tỉnh Lâm Đồng á truy tố rồi ấy. Xử mấy năm? Vậy thôi, không biết xử mấy năm, nhưng mà lúc đó nó có ba bầu, em cũng nói dấu mà đâu biết. Truy tố rồi đúng là công an người ta cung cấp như vậy. Cung cấp với công an này, điện ngoài công an cung cấp cho vậy thôi. Vì vậy là cô này đã bị khởi tố rồi. Em bị khởi tố. Còn đi bao nhiêu thời gian thì người ta không nói đúng không? Không có nói gì đâu, trở về em không có nghe nói. Vậy là cô gái này chính là cao thủ võ lâm rồi. Dạ. Mình gặp đúng cáo già rồi. Thì nó lừa gạt nhiều em nhiều lắm. Người ta lừa mình, bắt đầu người ta lên kế hoạch để lừa mình từ ngày đầu tiên đến ngày kết thúc. Đúng rồi. Là bao nhiêu thời gian? Cũng đâu rồi, mượn thì cũng cả năm á. Trong vòng một năm? Năm á. Trong một năm là người ta lấy mình, người ta mượn mình, người ta lừa mình khoảng bao nhiêu lần tiền? Mình có nhớ bao nhiêu lần không? Cũng nhớ rồi, cái này của bà gì bấm mới nhớ thôi chứ. Thế khoảng bao nhiêu tiền tất cả? Khoảng đến giờ phút này bao nhiêu tiền? Nhiều lắm, trả tiền tiền mặt không ạ, 800 triệu rồi. Tiền mặt là bán 800 triệu. Còn tiền của gì? Tiền mình đó, đi mượn của bà gì nữa. Để cho tình nhân. Đúng rồi, tiền là bao nhiêu? 800 triệu. Lấy 1 tỷ 6. 800 triệu. Rồi với tiền vàng dòng của gì nữa, rồi tùm lum hết á. Tổng cộng đến giờ phút này mình thống kê ra. Bao nhiêu? 1 tỷ bạc. 1 tỷ. Dạ. Là vàng vòng khoảng 200 và tiền mặt 800. Dạ. Rồi trời, không có mượn thêm mấy bà gì kế bên nhà cũng mấy trăm nữa mà bây giờ đó cũng không có. Sao một cô gái xấu xí đến mức độ mà nhìn mặt thì tí hí mà xấu xí mà tướng thì 100kg thế này mà tại sao mình lại ngã lòng thương mà mình tin tưởng một người phụ nữ vô điều kiện thế này? Em nhà ngoại em cũng thấy nó hiền, nấu cơm ăn uống này kia thôi chứ không có kể nó lừa gạt tới vậy. Em nhầm to rồi, mặt người phụ nữ mà tí hí mắt lươn, đặc biệt là người ta đã từng đi trường đi trại rồi mà người ta sống một cuộc sống buông thả, mình không biết họ tên đầy đủ thông tin cụ thể mà không biết nhà, không biết quê quán, chưa biết là người ta bỏ chồng hay chồng bỏ hay là người ta tội khác, mà mình dám giao hoặc dám cho người ta mượn tiền mà mình không tìm hiểu là một thực sự là mình cõng rắn cắn cả nhà. Đúng chưa? Mình đưa người ta về ở này là thực sự là mình sai. Bởi vì mình đã từng làm công trình như này mà là có kinh nghiệm rồi, đồng ý là vợ không còn. Mình cũng mong muốn là tìm một người vợ, một người chung thủy để mình sống với mình trong những quãng thời gian còn lại. Yeah. Nhưng mà đi không đúng nơi mà tìm không đúng chỗ, đến giờ phút này bị sập bẫy một người phụ nữ không ra gì. Yeah. Mất cả tỷ bạc. Đúng không? Người phụ nữ này mà tại sao mà mình yêu được thì yêu cái kiểu gì mà người phụ nữ xấu này? Lúc trước là mình quen là người phụ nữ khoảng bao nhiêu ký? Thì nó cũng mập mập đi đó. Khoảng cao mấy mấy đấy? Nó cao cũng mấy 6 mấy à. Mấy 6 mấy mà nặng là khoảng được 8-90 ký không? 80 ký có. Đây nhìn là phải hơn đấy, nếu mà đây cầm cân là liền cân mão là khoảng 90 kg đấy. Nó làm trong nó đầu bếp đó thấy cũng hiền khô và nó cũng... hiền là người ta giả lai thôi. Thì nó nấu cơm đồ cho chẳng qua lâu lâu mình tán tỉnh người ta giả lai thôi. Cho thảo em ăn đồ này kia rồi. Người ta biết là mình nhà chủ không? Chủ rồi, không nghĩ em là chủ hay gì? Em mà đi coi công trình đó. Coi công trình gần như là mình nhà chủ rồi, quản lý rồi đúng không? Đó. Vì vậy cô gái này biết là có thể đéo được ông này. Ông này thế mình đã từng trước đây chưa dắt về nhà. Mình có bao giờ mình tâm sự, mình trò chuyện là anh vợ anh không còn lắm? Có. Đó, cô gái này lắm mắt tất cả điểm yếu rồi. Giờ đây lượng gạt cũng nhiều người, em chứ phải một con nè. Lừa nhiều người rồi. Rồi vậy em mấy bà gì em rồi dòng hàng xóm nồm lắm. Là về trong thời gian về sống em là lừa nhiều người khác của người thân em? Dạ đúng rồi, không mới bảy ra là em mới biết chứ hồi đó. Thế mọi người kia cũng không chia sẻ với em rồi? Không chia sẻ luôn, không nói. Cụ thể là bây giờ lừa người dặn gia đình người em là bao nhiêu tiền? Bà dì cái bên nó nói 230 mấy triệu. 230 mấy triệu nữa? Rồi mấy người kia là người 10 triệu, 20 triệu, 5 triệu, tùm lum hết. Nói chung rất nhiều? Nói chung rất nhiều. Đến giờ phút này em trình báo cơ quan công an ở đâu rồi? Trình báo công an ở phường Bình Chi Đông, quận Bình Tân. Cơ quan người ta làm sao? Người ta điều tra tìm hiểu chưa? Cơ quan khu vực nói để đi công an sẽ làm việc đó, làm việc với truy tìm cô gái đó. Ừ. Rồi công an cũng điện ra ngoài công an Khánh Hòa tỉnh Lâm Đồng á là biết được cô gái đó bị bắt lấy mua xe bán xe gì đó có khởi tố rồi đó. Công an nó cũng biết, công an khu vực nó điện cho em nói là anh yên tâm đi, để công an sẽ điều tra bắt được nó rồi sẽ điện em lên giải quyết cái vụ xe lấy chiếc xe em nữa. Cái này con này công an thủ lý hồ sơ rồi. Dạ, em làm đơn hay báo miệng? Làm đơn. Làm đơn gửi đàng hoàng đúng không? Gửi đàng hoàng. Và cô ấy đã từng bị phạm tội, đã từng bị truy tố rồi. Dạ. Là công an chia sẻ với em chính xác như vậy đúng không? Dạ, đúng rồi.
Là biết, có biết công an, có biết có bầu nữa mà. Có bầu đó, ngoài Đà Lạt có quen rồi, có bầu nhưng mà bị hư rồi. Em bỏ hư rồi ngoài đó. Chị nhưng mà em cũng biết đúng không? Có biết luôn, nhưng mà em vậy em mới tin tưởng, em mới dắt về. Lúc trước có bầu nữa mà. Thì em mới tin tưởng, mới dắt về. Rồi, đã từng báo công an rồi mà người phụ nữ đã bị truy tố rồi. Thì cái vấn đề rất đơn giản, hy vọng là công Trần sẽ đăng cái hình này lên để các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được chính thức thì sẽ báo tin cho anh em ở đây. Đó, bởi vì cái này là bình thường là đăng hình ảnh của người ta lên là nó sẽ có thể nó sẽ ảnh hưởng. Nhưng đây là cơ quan công an người ta thụ lý hồ sơ rồi. Cái điều thứ nhất, điều ra là người phụ nữ này đã từng phạm tội nhiều lần. Đó, mà đã lừa gạt nhiều lần rồi. Đó, vì vậy ở đây là một cái câu chuyện thực sự rất đau lòng. Bây giờ nếu tìm được cô gái này thì mình sẽ nói điều gì? Biết nói gì vậy? Thế từ khi mà vợ mất đến giờ phút này là mình có quen ai không? Không. Không quen ai luôn? Một năm mấy, hai một năm vợ mất cái năm mấy mới em mới ra ngoài Đà Lạt làm. Ừ. Mà ra gặp đúng rồi, cao già luôn. Đây gọi yêu tinh rồi. Quảng. Mà tại sao mình nhìn đẹp trai này mà tướng tá ngon lành cành đào mà tại sao mà đi quen cái người phụ nữ mà nhìn lại có trăm ký này? Lúc đó em cũng mổ dò em đi khó khăn lắm. Thì em ngoài em thì nó cũng hèn thô, nấu cơm, nấu nước ăn cái cũng lo lắng này kia. Chắc bê cho vài miếng cơm ăn tưởng là ngon lành cái nhào. Rồi xong rồi nó cũng mang bầu với em. Thì giờ em cũng hư rồi, em cũng thấy tội nghiệp, em tưởng kia làm tưởng cũng thật lòng. Không có thật lòng vậy. Em có thể em nhắc lại là họ tên chính xác người phụ nữ này là gì? Nguyễn Thị Xuân Ly. Nguyễn Thị Xuân gì? Nguyễn Thị Xuân Ly. Xuân Ly hả? Xuân Ly. Sinh năm mấy? 1985. Nguyên quán ở đâu? Nguyên quán Khánh Hòa, Nha Trang. Là công an cung cấp cho em như vậy gì? Dạ, tại em có cái tờ giấy em. Tờ giấy nhưng công an cung cấp ở đâu? Địa chỉ ở đâu? Công an cung cấp là ở phường Bình Trị Đông, công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Là cung cấp địa chỉ của cô gái này đang ở đâu? Lúc trước á, là nguyên quán có chính xác là ở Nha Trang Khánh Hòa không? Dạ, chính xác Nha Trang Khánh Hòa, nhưng mà điện ra ngoài thì công an tỉnh Lâm Đồng là nói vậy đó. À. Công an tỉnh Lâm Đồng nói vậy rồi công an khu vực mới báo lại cho em. Đây là hình thức lừa đảo em à? Không phải vợ chồng gì hết, không phải bồ bịch yêu đương gì đâu. Đây là mục đích chính người ta lừa em. Người ta đánh vào đúng cái trung tâm, cái điểm yếu của em. Bởi vì hiện nay là cô gái này không phải lừa một mình em. Anh ấy từng ghi hình mà đã từng đăng tải chia sẻ rất nhiều. Nhiều anh trai phải là một chủ doanh nghiệp nhưng bị những cô gái rất trẻ lừa yêu đương và sống chung nhưng không kết hôn, nhất quyết là không kết hôn và không cần cưới. Không đó, không cần cưới, không cần gì. Đúng không? Dạ. Không cần coi giấy chứng minh thì em cũng không biết. Mà không giấy tờ luôn. Cái giấy chứng minh rất bị công an tỉnh Lâm Đồng giữ. Chứ không sao không có chứng minh được. Ai người nào phải có giấy tờ hết. Đúng rồi. Phải. Trước đây là có dân chứng minh nhưng bây giờ có căn cước. Nha. Chắc bị công an giữ, phải Lâm Đồng giữ. Thì không có chứng minh, em cũng không hỏi lắm gì. Cái này hôm nay ngày nay hoặc ngày mai em tiếp tục làm đơn gửi lên cơ quan công an tiếp. Dạ. Nha, để công an người ta vào cuộc. Thứ hai em chuyển lên công an quận. Nhá, để cho công an người ta vào cuộc làm việc cho sớm, càng nhanh càng tốt em nhé. Dạ. Chứ tình trạng này là cô gái này cố tình rồi. Cô gái này cố tình lừa em rồi. Thế từ ngày đấy đến giờ phút này là cô gái này lấy một chiếc xe của em đi là xe Vision biển số mấy? Vision biển số 50N1 56531. Mang màu gì? Màu đỏ đen. Đỏ đen? Dạ. Vision này đời mấy em? Năm mấy? Mấy năm rồi? Năm sau á? 2018. 2018 à? Dạ. 2018. Vẫn là Vision này cũng đời cũng lâu lâu rồi đúng không? Dạ. Đến giờ phút này cũng 6 năm rồi. Dạ. 2018. Là cô gái này lấy cái chiếc xe này nó là mượn là đi luôn. Dạ, nó mượn lấy chiếc xe đi chợ. Ừ. Đi chợ, nghĩ cũng đi chợ thôi, chút xíu về chợ đi luôn. Chiếc xe này không có giấy tờ này là khả năng chiếc xe này cô gái không còn hoạt động nữa rồi. Đây là lấy để phương tiện để đi trốn khỏi khu vực đấy thôi. Chứ chiếc xe này không giấy tờ thì không thể lưu thông được. Dạ. Cô gái này vậy là rời xa em ấy, kết thúc là từ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa rồi. 30 tháng 5 mới đây. Là vừa rồi đấy nè. Ờ đúng rồi. 30 tháng 5 vừa rồi. 30 tháng 5. Là... Ừ. Nay khoảng tuần là hơn tuần nữa, 7 ngày có ngày nữa. Từ hôm đi đến giờ phút này cô gái có hồi âm cho em không? Cũng nhắn tin mà nhắn tin bậy bạ không à. Nhắn sao? Nhắn nói hỏi sao rồi để em về em trả xe 1-2 ngày em trả xe vậy nó. Tại sao em không nói là em công bố là em làm đơn báo công an rồi? Dạ em nói rồi, bữa nó có điện em. Điện về nó hỏi giống như hỏi thử em coi gạ coi có ai chi lùng không á. Nó nói em mới ba báo công an rồi đó, công an đây chi nã rồi nó đi đâu đi luôn cái công an đây chi nã nó. Ừ. Tới đó tới nay là nó tắt máy luôn không có. Số điện thoại cô gái này giờ hiện nay còn mở máy không? Không mở máy nữa. Tắt máy luôn. Dạ tắt máy luôn. Liên hệ với em bằng số hay bằng Zalo? Bằng Zalo. Zalo chứ giờ cũng chặn luôn rồi. Chặn luôn hả? Dạ. Giờ không còn liên lạc gì nữa, hổng đâu mấy ngày nay không có liên lạc gì hết. Ừ. Có hổng mới đi thì còn 1-2 ngày còn có nhắn.
nhắn này kia rồi em nói em báo công an rồi, tới đây là không nhắn nữa. Chặn luôn. Dạ. Cái thời gian ở mấy em là tại Bình Trị Đông đúng không? Dạ Bình Trị Đông. Thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ. Là trong thời gian ở mấy em là em có thể phát hiện là cô gái này có gì mờ ám hoặc có gì nhắn tin hoặc gọi điện hoặc có ai lạ đến nhà mình không? Không có ai lạ đến nhà mình nữa. Nhưng mà nó cầm điện thoại không biết nó có đánh bài đánh bạc thì trên mạng hay không thôi. Không, không có đánh bài đâu em ạ. Tiền đã tuần tẩu tán chuyển cho người khác. Nhưng mà một ngày đẹp trời nào có thể là biết em không còn tiền hoặc không còn cơ hội để lừa đảo nữa. Thì đó đừng vẫy ra đó anh, à, lúc nó nói vào già ông ngoại bán đất rồi, gửi tiền vô rồi để em ra ngoài em lấy tiền em trả cho anh. Ừ. Tới lúc đó là muốn vẫy rồi, ra ngoài đâu có tiền đâu. Tiền về, đâu có mai, tiền. Sáng mai cái đầu lấy xe em, thế em nói chợ rồi đi luôn. Bây giờ cô gái này có dấu hiệu mà đây là gọi là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của em mà số tiền mà trên 1 tỷ này á. Thì thực sự là mà còn nhiều người này. Thì chắc chắn là cái khung hình phạt của cô gái này rất lớn. Có thể nếu mà truy tố thì cô gái này đi có ngày để trở về thì bây giờ 39-40 để về cũng rất xa. Nhưng mà về chắc đầu bạc đang lòng. Hy vọng là cô gái này đang ở đâu đó, nếu xem là video đội hiệp sĩ Nguyễn Bình Dương đăng lên thì cô gái hồi âm hoặc là muốn giải quyết một cách êm đẹp thì về đây để cùng anh em giải quyết có hướng, anh em sẽ gỡ cho. Nếu không ấy thì cơ quan công an mà tóm được hoặc các anh em đây mà tóm được mà giao công an thì thực sự là cái câu chuyện mà để mà gỡ được ra thì rất khó. Thì bây giờ có thể là vẫn còn cơ hội đúng không? Nếu tìm được cô gái này bây giờ là cô gái này hứa là sẽ trả lại tiền cho em. Thì mình có tiếp tục đưa ra công an không hay là mình tha cho cô gái này? Đó, em cũng còn nhiều người kế bên không biết người ta sẽ sao thôi. Ừ. Có tất cả những mọi người người ta đồng lòng. Dạ. Mà người ta đều phải trả lại tiền cho người ta. Dạ. Người ta không truy tố, người ta không làm đơn nữa, rút đơn về, đúng không? Thì tính tiếp, còn nếu không thì cơ quan công an người ta làm việc, đúng không? Chứ hỏi mình em nhiều người lắm, người ta cũng bắt về cho nó đi để đừng lừa gạt người ta nữa. Cũng muốn đừng có cho nó lừa gạt nữa, chứ để không bắt lừa gạt người khác nữa. Từ khi mà em phát hiện được cô gái này, chính thức lừa em mà đi luôn, cao chạy xa bay, em suy nghĩ gì? Buồn lắm, chứ suy nghĩ gì đâu. Buồn hả? Cái mình có nghĩ mình dại không? Hay mình khôn? Mình ngu đó. Mình ngu mà nhiều người cũng ngu hơn nữa, chứ một là mình ngu. Người khác là người ta tin mình. Dạ. Người ta do mình, người ta vì mình, người ta tin mình. Vì mình có nhà, có cửa tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mình có công ăn việc làm. Dạ. Người ta tin tưởng mình. Dạ. Bởi vì mình là một người làm ăn đàng hoàng. Dạ. Cho nên vì vậy, người ta bị mất là do mình. Còn nếu bản thân cô gái này đi mượn thì không ai cho mượn. Phải anh đến đây anh đuổi về ngay. Nha, bởi vì cô gái này nhìn không có tí cảm tình nè. Nó lừa gạt, nó lấy ra mượn cho em, mượn kia mà vì cái bên cũng nói mượn cho em nhưng mà cái bên nhà cũng không chịu qua hỏi. Cũng đưa tiền cho nó luôn mấy trăm triệu. Tin tưởng. Người ta tin mình. Bởi vì hai người sống với nhau tưởng là nó sang nó nói chuyện là đây là chồng tôi, đây là đăng ký kết hôn rồi, nhưng người ta đâu có đi hỏi ba cái chuyện mà tế nhị chi vậy. Đúng rồi, nó bởi vì cũng biết là dắt về ở thôi à. Chứ mà cũng đâu có kết hôn nhưng mà cũng không biết sao nói sao mà cho mượn được hay. Đấy. Dạ. Bảy gia này em mới biết là nó trốn đi rồi, mới bảy gia lại biết. Trời ơi tùm lum á. Đến giờ phút này là cô gái là chính thức là cao chạy xa bay. Dạ đúng. Thế những số tiền mà của người ta bây giờ mình tính sao? Cái đó là cho mượn không có mặt em cũng không có giải quyết cái giật nữa. Cái chuyện tiền đó. Ừ. Em chỉ em mượn cái số tiền mà cô dì em thôi, dì vậy dì này thôi. Có là mình mượn là mình chịu trách nhiệm. Mượn trách nhiệm. Chịu trách nhiệm. Là của em là em mượn 800. 800 với toàn tiền này chuyện kia nó cũng gần 1 tỷ hơn 1 tỷ á. Là đâu của mình. Dạ. Còn của người khác là bao nhiêu mình nói chung là cái việc của người ta dạ, đúng không? Dạ, những cái nào mà không có mặt em không có mở đứng ra thì đúng rồi. Kêu. Bản thân mình còn đang ngáp ngáp mà đúng không? Không còn tiền để ăn luôn chứ. Lấy thêm một số ít tiền trong tài khoản của em rồi 1-2 triệu giờ không nói còn ít tiền nhà cũng lấy đi luôn hết luôn. Tiền nhà cũng lấy đi luôn. Dạ, không còn gì. Tại sao mà mình ở với cô gái này mà mình không phòng thủ? Bởi vì cái thứ nhất là mình chưa đăng ký kết hôn. Cái thứ hai là mình chưa biết nhà. Cái thứ ba là mình chưa điều tra người ta là con người như thế nào. Mà tại sao mà cho ở chung rồi nhưng mà tối ngủ là phải giấu chìa khóa đi. Nha. Nếu thực sự em là một người cao thủ, em cho người ta ở chung với em ấy. Tối ngủ xong em phải giấu chìa khóa đi. Tại em dễ tưởng. Đó mới là chắc ăn chứ còn bây giờ này là mình tiền giao bạc mà để cô gái này âm thầm là lừa cho em nhiều lần như này mà cuối cùng là mà cô gái này xấu mà, này có ngon lành gì đâu mà tại sao cũng mà dắt con vô trong đây chơi. Cũng ai kia thằng kia cũng đi bộ đội mới về hay gì đó dắt cho đi ở làm như đang lấy lòng tin em mới sợ là để phát hiện sớm á, lấy lòng tin em dắt con vô xong rồi tới gần lúc mà em muốn biết em nghi là bãi rồi là nói đưa con đi về quê. Ừ. Rồi xong rồi ở đây đóng rồi được cái dùm đường nó trốn đi
Vậy là hôm đó trốn của em là lấy của em cái chiếc xe đấy đi mục đích gì, trốn là sáng hay tối? Sáng đi chợ đó. Nó là đi chợ hả? Dạ, nó đi chợ. Mà đến lừa của em một năm liền mà em không biết luôn à? Em cũng không biết gì, tại nó lấy cái Zalo khác. Zalo của giả tạo Zalo của bà già ngoài. Em đó. Không bao giờ hình dung là không bao giờ em nghĩ được những chuyện đó. Không nghĩ tới là nó nhắn vô để nói chuyện y như là bà già nói vậy đó. Trời ơi, mắng đắt rồi mới gỡ vô một cái điện. Bây giờ kể cả làm ăn giao dịch bây giờ phải gọi điện mà phải thấy mặt, phải thấy tiếng, chứ còn nhắn tin là không có tin được. Mình cũng tin tưởng. Không. Nhiều khi người ta lấy được điện thoại hoặc người ta nhặt được điện thoại hoặc nhiều khi vô tình người ta biết được thông tin người ta cập nhật người ta vô người ta nhắn tin là mình cũng giao dịch như vậy là thất bại. Làm ăn gì phải gặp mặt. Nói là cái điện thoại bà già bị hư, là cái đồ gạt mà lý do vì sao. Không, phải gọi điện nha, gọi điện thực tế để biết được tiếng. Thì cũng có em gọi điện về bởi gặp mặt rồi, gặp mặt bà già luôn. Sao tại sao mình không ra nhà chứ, người ta đóng kịch là hai cái người ăn mày ở đâu ở ngoài đường thì, hoặc là mấy cái bảo bán cái số ở đâu ngoài đường, người ta bảo đây là mẹ mày, đây là tao mẹ tao, đây mẹ mày, mai mốt là ông này ông gọi thì cứ bổ nhận là đây là ba, đây là mẹ thì sao? Mình lại không tỉnh táo à? Không tin đâu. Ôi trời ơi ông ơi, là ông mới bị gạt. Nhà thành phố Hồ Chí Minh nhà mình quê gốc ở đó luôn à? Dạ gốc. Nhà lớn không? Nhà cũng 4m 10m thôi. Là nhà đó mình ở lâu chưa? Ở từ đó giờ luôn, nhà ông già ông nội ở đó. Gốc đó. Vậy chắc đất đây cũng nhiều tiền đúng không? Dạ. Bây giờ nhà đấy thuộc của mình đúng không? Dạ, nó cũng chưa có, bây giờ cũng chưa có chia, nhưng mà nhà mình đang ở, nhà mà mình chia đất nhưng mà chưa có làm giấy tờ thôi. Nhưng mà nhà vẫn nhà của nhưng mình. Nhưng mà sau này vẫn là của mình. Dạ, ba rồi. Mẹ được mấy người con? Ba anh em. Anh em khác thì có chỗ hết ở hết chưa? Dạ, hai đứa kia thì ở chung với bà già, còn anh em ở riêng thôi. Đất ở đấy thì giá trị cũng cao rồi. Dạ. Thành phố đúng không? Dạ. Ở khu quận, à khu phường mấy? Hồ Bình Chí Đông. Ở gì đường không? Đường An Dương Dương. Vậy là ngon rồi. Chấp dân cũng sẵn. Đấy là giá trị cao. Nhưng mà diện tích thì nhỏ. Nhỏ dạ. Diện tích nhà đó đỏ đó nhà giúp túc vậy không anh? Đúng rồi. Đúng rồi. Nhỏ nhỏ nhỏ. Thế mà cô còn bị cô gái này lừa đau đớn nhỉ. Nặng luôn chứ giờ hai cha con em. Rồi bây giờ ấy, em hãy lên tiếng, em nói chuyện rõ ràng ở đây. Dạ. Để mục đích chính là cô gái này xem được video này, cô gái thì phải liên hệ cho em để trả lại tiền cho em. Nếu không thì anh đúng em rồi. Tìm được thì chắc chắn là sẽ bị khởi tố. Dạ bác. Rồi mời em lên tiếng, em nói chuyện cho cô ta nghe được. Dạ. Nó là Nguyễn Thị Xuân Ly rồi, nay nói to lên. Nay là có cũng gì thì ra đầu thú hay là về nhà đi rồi giải quyết số tiền đó. Còn không thôi là để anh em mình ra đây bắt được là sẽ chỉ ra khởi tố là sẽ ở tù. Không sao đâu. Ôi, cái này là khổ rồi. Dạ, cha con em giờ không có đủ tiền bạc, còn thiếu nợ tùm lum. Thế giờ thiếu cả tỷ bạc này tiền bao giờ trả? Em đi làm một tháng được nhiều không? Em làm một tháng cũng được mười mấy 20 triệu. Ừ, này nếu trả mà làm, nhưng mà giờ công trình cũng ít lắm. Mà bây giờ mà có trả được chỗ này thì chắc cũng hơi chua đấy. Chua. Đúng không? Cả tỷ bạc mà chua lắm. Chua. Tháng mười mấy triệu mà phải ăn xài đấy mà đâu có đều đâu. Tháng ăn xài còn dư được vài triệu bạc à? Đúng không? Thế bây giờ là tại sao mà anh không hiểu tại sao mà đẹp trai phong độ nghề nghiệp công ăn việc làm ổn định mà đi quen cái bà này mà nhìn trông gớm ăn mà sao em quen được chứ giờ em cần lấy vợ về anh hứa mà em này chứ giúp các anh ấy tìm được biết nhà luôn, biết quê quán luôn, biết công việc tại sao bỏ chồng luôn hoặc là tại sao chưa có chồng luôn, biết được người ta là con người thế nào luôn đó. Còn tiền bạc thì anh không biết, cái việc vấn đề anh thua nhưng anh em sẽ giúp. Tại sao không về đây mà đi quen ATM để cuối cùng là mất số tiền này, đau đầu lớn này. Cái đó em ra ngoài làm em ở ngoài đó đó. Đi tới lui. Chung dạ kính thưa cô chú anh chị, anh em đang ghi hình nhưng mà bây giờ cái thông tin ở đây nó thật là anh em cũng nói chuyện nó cũng bị một số cái ấy bên ngoài tác động nó ổn lắm cô chú anh chị, rất hết sức thực sự là thông cảm. Nó ổn lắm cho nên là nhiều khi là cô chú anh chị cũng cố gắng thông cảm cho nhiều khi lại bảo tại sao ghi hình mà nó ổn này. Là ổn là đây mình không có mong muốn về nhà người ta muốn nói gì là cái việc của người ta. Đây mình ghi hình miếng đất của mình, nhưng là thực sự là người ta nói chuyện này mình không cấm được. Nó thật lòng là mình không cấm được. Thế cho nên nó rất khó, rất mong cô chú anh chị thực sự là hết sức là thông cảm. Chứ không là anh em cũng không mong muốn là nó ghi hình mà nó ồn ào này đâu. Đó. Rồi bây giờ em còn mong muốn điều gì nữa không? Em cũng không mong muốn điều gì, mấy anh có giúp đỡ bắt giùm em. Một người đàn ông mà tài ba mà tại sao lại nhút nhát dữ vậy, gặp anh cho cái lịt đấy. Người này không xứng đáng để làm quen, không xứng đáng để nói chuyện. Mình là một người gọi là người tài, người giỏi, đẹp trai, phong độ mà
lại để đi cưa cẩm hoặc là để cô gái này cô ấy dụ dỗ thế này thực sự là đau đớn nhiều. Thôi đây cũng là bài học. Bài học nặng. Đúng không? Quá nặng nề. Nhá. Rồi hôm nay anh em MC Bình Dương sẽ ghi hình đăng tải cái thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội. Em có đồng ý không? Dạ đúng, dạ đồng ý. Rồi anh sẽ tìm hiểu cái thông tin của em. Mục đích chính là giúp em, nếu biết là thông tin chính thức cô gái này đang ở đâu thì anh em sẽ bàn giao, tóm được bàn giao cơ quan công an nhé. Anh làm công việc gì? Em lo ăn mì. Lo lớn không? À, mướn nhà ta. À, mình gọi là đi làm công thôi. À, làm công. Thế còn vợ? À, đi giao ăn mì. Tại đó luôn? Lò khác, lò sát bên. À, vậy là khu này nhiều bánh mì hả? Đúng rồi. Hai vợ chồng lương đủ sống không? Đủ. Anh có nhà ở quê không? Có, nhà riêng. Nhà là tự mình xây dựng hả? Đúng rồi, tự mình xây dựng. Nhà lớn không anh? Nhà cũng nhỏ. Tường mới cắt là 4-5 năm vậy. Vậy là anh với vợ là cuộc sống, hai vợ chồng là cuộc sống có hạnh phúc không? Hạnh phúc bình thường, tự nhiên bỏ đi. Hai vợ chồng có gây lộn với nhau bây giờ không anh? Không. Thế tiền bạc hàng tháng là mình làm là ai giữ? Thì làm như lương vợ thì để cho nó mua nước tương nước mắm rồi đó. Còn giữ như nó xài. Còn thằng em lấy ra mấy trăm ngàn bỏ túi em xài còn nhiêu bỏng heo bây giờ. Hiện nay cái chỗ để dành còn không? Hay là mất luôn? Còn mấy triệu à, không sắm đồ cho nó đeo á. Sắm bàn cho vợ hả? Dạ. Sắm những cái gì? Ba bộ vòng với tấm lắc, với chiếc nhẫn đo bông rồi đó. Hai vợ chồng mà một người làm là để riêng ra rồi. Thế còn độc một mình vợ là vợ làm không đủ ăn luôn hả? Nó làm có 100 ngàn à. 100 ngàn ngày hả? Chút xíu bây giờ 2 tiếng hồ à. Ồ. Em thì được 500. Thế là mình để riêng. Dạ. Thế là mua vàng cái vợ. Mua lắc nó mua gì nữa? Nhẫn không? Có chiếc nhẫn 18 không à. Ồ. Là vợ là hai vợ chồng là sống với nhau là rất hạnh phúc hả? Dạ. Đi đâu là có chở vợ đi chơi không? Có chứ. Mình có bao giờ gây lộn với vợ không? Lúc trước thì có thôi mà không có, lúc trước có mười mấy năm trước có. Cái chục của năm nay cũng la sơ cũng gì á. Vậy mà sao lại không có con? Nó có bầu mà cái cung hư á. Thế từ ngày đó là không có luôn hả? Không. Mình đã đi sửa chữa gì chưa? Chưa. Xong đi điều trị? Lúc đó đâu có tiền đâu, nó lâu quá không có tiền, khổ. Giờ sau này mới có tiền được chút á. Giờ thì hơi khó hơn rồi. Dạ. Bây giờ có tiền nhưng lại khó hơn. Bởi vì lâu quá này. Dạ. Thế nhớ ca 2 tuổi cũng cao cao rồi. Dạ. Vợ là sinh năm 85 hả? 85. Hôm nay 39 rồi. Đúng không? 39 40 rồi. 39. Vợ bỏ đi mấy ngày rồi? Đi bữa ngày 27 tháng 4 á. Chiều. Chiều 27 tháng 4. 27 tháng 4. Dạ. Vậy là cũng lâu lâu rồi hả? Tháng mấy à. Sao lại tự nhiên vợ bỏ đi? Không biết là em đi làm tự nhiên về nhà cái. Thế vợ ngoài cái giờ mà đi giao bánh mì là giao sáng hay tối hay trưa? 4 giờ rưỡi nó đi. Giao lọ mì khoảng gần 5 giờ đi giao. Giao tới 6 giờ là chuyến cuối. Là chiều hả? Sáng á. À sáng sớm hả? Sáng 5 giờ sáng đi giao. Thế còn ngoài ra là về làm gì? Về nhà mà. Ở nhà chơi không không? Dạ. Ồ. Sao không cho vợ làm công ty mà làm việc khác mà? Thấy hai vợ chồng như đó đủ sống rồi, em 500, 100, 600 thì chuyện sống rồi. Càng nhiều càng tốt với nhau, vợ cho vợ làm công ty tháng 10 triệu càng tốt với nhau. Thôi. Thế như đó là ít vậy thì rồi. Đâu có gì nhiều tiền mà ai chê tiền đâu. Dạ. Đâu có ai chê tiền đâu. Đúng không? Dạ. Sao không cho vợ đi làm làm như vậy là vợ vợ rảnh quá rồi đúng không? Dạ. Vợ về có nhắn tin gọi điện cho ai không? Nó gọi không biết nữa, nó gọi về em ngủ nó gọi lén hay gì không biết. Dạ. Nhưng mà lúc mà nó ở nhà đi trước đó chừng khoảng tuần lễ 10 bữa rồi đó. Là chiều là 6 giờ em đi làm. Dạ. Ừ. Em làm tới 10 giờ khoảng 10 giờ 15 20 em về, 10 khuya 6 chiều. Dạ. Em làm khoảng 10 giờ 15 20 em về. Ở nhà đứa cháu nói là kinh tư ở nhà, thường là 5 giờ mấy đi xuống nhà ba nó chơi, nhà ba nói với nhà em là cách chừng cây số à. Thường ngày nó xuống dưới đó. Từng lễ 10 bữa đó nó không xuống dưới. Ở nhà nhỏ cháu nhà đó, Tina con của em á, làm từ cỡ 6 giờ mấy em từ cái xe đi. Đi cỡ 9 giờ cái 8 mấy em từ về. Lăng canh em về đó nó về trước em á. Lúc đó luôn buồn cái gì cái đi luôn á. Nhưng từng lễ 10 bữa. Không gây lộn gì đâu. Không gây lộn tự đi mà. Dạ. Vợ đi là nhiều vàng bạc vợ có để lại không? Không đem đi hết. Đem đi hết. Dạ. Vợ có đi xe đi không? Có chiếc xe. Xe gì? Xe Rim. Biển số mấy? 62H3 4755. 62H3 4755. 4755 xe Trung Quốc. Rim Trung Quốc hả? Dạ. Thế là mình hiện nay là hiện nay mình đã sang thông báo với gia đình vợ biết chưa? Biết chứ. Gia đình vợ biết hết rồi hả? Dạ biết. Mọi người có tìm giúp không?
giấu. Giấu luôn hả? Nhưng qua em là thì hơi xả ra đầu đó. Cái điện vợ điện lại em liền điện số khác. Hôm nay là ba cái sim rồi đó. Và vợ thay sim khác điều điện. Theo anh ấy thì là tại sao vợ lại bỏ đi? nghi nó có quen người nào không? Là mình nghi đúng không? Dạ. Nhưng mà một bữa hôm kia là nó điện về cho bà chi vợ. Là cái số 63 60 á. Là điện cho bà chị vợ là 10 giờ mấy vậy đó. Là cái số đó hôm nay vợ nó xài là cũng 2-3 tuần rồi. Còn tối đó là thằng ông điện cho bà chị vợ. Chị thứ hai á. Điện cho bà. Số đàn ông. Số đó là số con vợ là số mới. Thằng ông điện về. Ồ, là người đàn ông điện. Dạ. Ồ, người ta nói làm sao? Nói với bà chị vợ á. Quên. Mà nói gì giờ, nói mấy câu vậy gì vậy. Điện gì thế vậy đó, nói vậy đó. Điện lúc 10 giờ mấy. Vợ nhà chắc ăn diện lắm đúng không? Cũng bình thường à. Mà vì tuổi thì không có nhiều, mấy ba mấy không? Tính là 39, 40 rồi nhưng mà mà rảnh này là chắc đi đi hay chọc ít đi riêng lắm, thường đi chung không à. Có hỏi em cho đi chơi là mấy bữa đi riêng rồi chứ thường đi hai chồng đi chung. Nhưng mà anh đi từ sáng tối là mấy giờ anh về? Em à. Nhưng mày làm là có 8 giờ sáng em về. Em mới 8 giờ sáng em về. Nằm đêm à? Nằm đêm. Trời ơi, nằm mì đứng rồi nằm đêm đó. 6 giờ sáng em làm tới 10 giờ khuya em về. Về em ngủ tới 4 giờ 15 đi ra em nướng bánh tới 8 giờ sáng. Vậy là thời gian đi làm quá nhiều. Đúng không? Như 6 chiều làm tới 10 giờ 15 tối đi. Giờ đó về em ngủ tới 4 giờ 15 vậy. Em dậy cho lò cả 10 phút à, cả 4 rưỡi đó. Làm nướng bánh. Nướng bánh tới khi mấy 8 giờ. Có khi chủ nhật thì nhiều rồi cả 8 rưỡi 9 giờ. Thế mấy ngày mùng 2, 16 đó, làm nhiều á. Thì nó chỉ chút. Mấy ngày kia thường là 8 giờ. 8 giờ 10 hết ga. 8 giờ 10 hết ga. Nhưng mà đại loại là vợ như thế này quá rảnh rồi. Dạ. Thời gian rảnh rỗi quá nhiều. Mà rảnh rỗi thì nó có nhiều cái lắm. Đúng không? Có thể là ngồi bấm điện thoại, lên mạng. Đó. Sau đó thì đôi khi là gặp à? Người tốt thì không sao, mà gặp người xấu người ta sẽ gạ gẫm, gạ dụ dỗ. Dụ. Cũng như là đâu mình ai chả vãi đúng không? Yeah. Gặp tự nhiên là người nào lên mạng mà chơi nói chuyện một hai câu mà tự nhiên người ta dụ mình nhìn ai mình chả thích. Đúng không? Người đó giờ ít khi nào không đi vậy lắm. Thế là cuối cùng bây giờ là đi luôn. Từ hôm vợ đi là vợ có chính thức gọi về cho anh lần nào? Có. Vợ làm sao? Là cái này quyết định đi thì luôn, không về nữa. Vợ lần này tôi quyết định đi luôn. Không về nữa. Ôi trời. Vậy? Mà trước giờ đã thông báo như thế bao giờ chưa? Chưa. Mà lần này là một thông báo đi luôn đấy. Mà đi không hiểu lý do làm sao đi luôn. Thế lúc trước là vợ thực sự nó có mong muốn là sinh con không? Cũng có, nhưng mà là sau này là lớn tuổi hỏi khỏi không đi. Vợ có bao giờ có ý định là sinh con để nuôi không? Có. Sao mình không xin? Nó mà hư đó. Không đi xin con á, xin con nuôi á. Không có. Không ý định như vậy hả? Dạ. Có khi nào bây giờ vợ lại được ông nào đấy, ông ấy dắt đi mà ông quen ông dắt đi, ông nói là ông hứa là ông đi điều trị luôn để là lấy mai sinh con không? Thì vợ nghe lời không? Nói em không biết. Vợ lúc ra ngoài có trắng không? Trắng. Ồ. Vậy đi làm mỗi tí mát mà buổi sáng mà đúng không? Dạ, không nói trắng sẵn rồi. Đấy. Nhìn này mà mấy ông mà vợ bỏ vợ bỏ vợ ấy là ông nào mà chả ham chả mê. Ừ, đi hôm giờ em xuống còn mười mấy ký á. Xuống mười mấy ký luôn hả? Dạ. Em nhắc nha luôn. Thì 5 ngày không ăn cơm luôn. Ui giời đứng. Không nổi. Mình không thể giống ông thầy Minh Tuệ được. Không nổi thiệt bộ. Ông ấy tu quen thôi. Mình giờ mà học âm tu này chịu cho nổi đi bóng đâu. Ăn không nổi. Đừng. Chứ không phải không ăn. Phải ăn. Cứ nghĩ là vợ là mình đang đi du lịch. Đó thì mới ăn được. Chứ nghĩ mà vợ là đang ở chỗ nọ chỗ kia là mình không ăn được đâu. Nó nên khổ là sao ăn. Nhá. Yeah. Nghĩ là mình đang yêu rất yêu vợ, là vợ đang đi du lịch thì mình mới ăn được, tối ngủ mới ngon được. Đó, vợ đang vui là mình cũng đang vui. Nhưng mà vui cho nổi đúng không? Dạ. Yeah. Vợ thông báo là tôi lần này cứ đi luôn. Ok, ngủ tới 2-3 sáng chưa ngủ luôn mà. Đêm ngày đêm ngủ 2-3 tiếng. Thế là suy sụp luôn hả? Dạ. Yeah. Mà ăn hủ với lọt không á. Với súp á, không bắt đầu ăn nổi luôn. Ăn súp là ngon rồi. Sắp mà mua hủ ăn từ sáng tới chiều mới hết chứ không. Ui giời. Học cơm. Mày ăn như mèo hả? Học cơm ăn 2 lần. Ôi, học cơm ăn 2 lần. Dạ. Thế này là không rồi. Ê, vợ đôi khi đang ăn hải sản đây này.
vợ đang ăn những tổ tươi sống không à? Đâu đấy, vợ tự nhiên thông báo này là một điều vô lý rồi, không hai chồng không giận nhau đúng không? Dạ, không giận gì đâu. Thế là vợ đi là em theo ít vàng là em đi luôn làm vốn luôn. Cái tiền bạc này mình đâu cũng quan trọng lắm đâu đúng không? Đúng rồi. Cái hết cũng được, nói vậy cũng về cũng được mà. Không quan trọng đó. Để cho vợ rảnh quá mà, phụ nữ mà rảnh quá nên là ôi giời, càng nói chiều vợ quá mà. Đây là thực sự là mình chiều vợ quá. Nói thật đấy. Em thương nó nhiều quá. Ui giời, thương mà ông chiều này đâu, không nói tự mình tự ở đây tại mình chứ đâu tại ai. Bởi sao rảnh quá là người ta có nhiều cái suy nghĩ khác nhau lắm. Mà phụ nữ mà bận quá, rộn quá, nhiều công việc quá, người ta phải kiếm tiền nên là người ta không còn nghĩ việc khác. Đúng không? Thế là gia đình mình vợ biết hết rồi hả? Dạ biết. Nhưng mà có điều là giấu giấu hả? Giấu giấu này là chắc có mối nào ngon ở đây. Nên kéo kèo mà thơm. Kéo kèo nào thơm ở đây. Hay là đây là cái cơ hội cho anh ấy. Vợ đi là đôi khi là cái cơ hội ấy. Đôi khi trước là mình không có nghĩ là mình bỏ vợ đâu. Ôi nói thật chân tình nhé, tự dưng mà vợ đang sống mình chỉ vì không có con mà mình bỏ người ta cũng tội người ta. Anh có nghĩ như thế không? Đây là điều may mắn cho mình không? Không. Lý do tại sao may mắn? Thương nó nhiều quá. Thương nhiều thì phụ nữ giờ nhiều lắm, nhiều người tốt lắm. Thôi. Anh thương người ta nhưng mà bây giờ thực sự người ta người ta không thương mình nữa, người ta không còn tình cảm với mình nữa, người ta đi hướng khác thì sao mà con bị sự cố gì á? Chẳng có sự cố gì cả. Một người phụ nữ ba mấy bốn mươi tuổi chẳng có sự cố gì. Tự dưng mà thông báo cho anh đúng tiếng rồi, đúng tiếng vợ anh không? Chà. Đúng tiếng vợ anh gọi cho anh là đi luôn đúng không? Chà. Đấy, thế thì còn sự cố gì nữa. Bây giờ là anh sinh năm 1982 là tuổi Tuất đúng không? Chà. Năm nay là còn ít rất ít tuổi. Chà. Đàn ông bằng tuổi này người ta mới lấy vợ. Coi như mình chưa có vợ. Được chưa? Mình lấy một cô gái khác 25-30 tuổi. Về sinh một vài đứa con, 5-7 đứa. Nay mai 6-70 là gọi là con đàn cháu đống rồi. Ô văn kê đó. Không lấy nữa. Lý do? Nhiều ông cụ lên mạng, nhiều ông cụ 7-8 tuổi còn đang ầm đang lấy vợ mà anh nghĩ sao là mày anh 40 mà anh không lấy vợ. Ôi. Mình chưa có con, không có dính dáng gì cả, có công có việc, đúng chưa? Nếu thực sự mà anh muốn thì là rất nhiều cô gái hiện nay đã người ta ưng ý. Quan trọng là anh có không chịu. Không chịu luôn à? Không. Chỉ chịu mỗi vợ thôi. Nhưng mà giờ chịu vợ nhưng vợ đi hướng lên mây sao mà chịu? Dạ, mấy nhà hiệp sĩ Hàng Dương tìm dùm á. Bây giờ em thông báo này, đồng ý là thôi bây giờ đồng ý là anh chung thủy. Hả? Nếu vợ là một điều tốt, hiếm có đó. Hả? Nhưng mà vợ đến giờ phút này vợ thông báo như vậy là chắc chắn là vợ có cái vấn đề rồi, vợ không về nữa. Còn sau này vợ suy nghĩ mà về lại thì không tính, mình tính sau. Hả? Nhưng trước mắt là anh về đây nhờ anh em giúp mình Dương ghi hình để đăng tin tìm vợ. Hả? Em muốn hỏi anh tất cả những điều đó để mục đích chính là anh em biết hướng là vợ anh đang ở đâu, vợ anh đi đây đâu và đi với ai. Để anh em có hướng để tìm vợ anh hoặc là biết thông tin vợ anh để báo tin cho anh. Mà nếu đăng thông tin này lên mà vợ anh quyết định vợ anh không về, hoặc vợ anh báo tin cho các anh em thì sẽ bị Dương ấy, là vợ anh nói vợ anh có người tình rồi, có hạnh phúc riêng rồi, đừng đi tìm tôi nữa, thì mình cũng phải chấp nhận anh, đó là số phận. Có giấy kết hôn mà chưa ly. Em biết mà. Biết điều đó, biết là mình có giấy kết hôn. Nhưng mà đôi khi là mình muốn nhưng mà vợ không muốn, mình đâu ép được, giữ được người ở đâu, giữ được người đi đâu anh. Đúng không? Có nhiều người phụ nữ em đã từng đăng tải rất nhiều người phụ nữ 4-5-7 đứa con này, còn bỏ cả chồng, bỏ cả con đi. Đó dù rằng cuộc sống là rất sung sướng, nhưng có nhiều người khổ thì không nói. Thế còn vợ anh hiện nay là ở với anh thì tiếng là đăng ký kết hôn vậy thôi, có mỗi tờ giấy thôi à. Còn cái chưa chung, tài sản thì cái đó thì không tính rồi. Đúng không? Để mà chia tay nhau thì một điều rất dễ. Nhưng mà đây là cái vợ anh chắc suy nghĩ bị lệch lạc rồi. Nếu thực sự mà anh quan tâm, đúng không? Anh yêu thương vợ anh mà dù rằng không có con là do vợ anh chứ đâu phải do anh, mà anh vẫn không bỏ. Là một điều rất đáng quý mà vợ anh bỏ anh là một điều rất đáng trách. Vì vậy mình nên suy nghĩ lại cô gái này. Trước đây có tốt với mình nhưng bây giờ tại sao cô không tốt nữa anh ạ? Đừng có suy nghĩ lệch lạc là bây giờ mình nhất quyết nhất sống là mình phải tìm được vợ hoặc là mình phải ở với cô vợ này. Không có vợ này có vợ khác, cũng như vợ anh bây giờ cũng vậy thôi, không ở với anh thì có người đàn ông khác. Đôi khi là nếu mà thực sự mà anh thương vợ anh thì anh phải để cho vợ anh suy nghĩ và phải để cho vợ anh có cuộc sống khác. Đôi khi vợ anh lại đôi khi là ở với người đàn ông khác lại sướng hơn anh. Đó, người ta được tại nguyện. Được không? Đã rất nhiều người đàn ông về đây là hứa và thề tôi nhất định tôi phải sống với vợ tôi.
tôi không có vợ tôi sẽ ra đi. Dạ. Mà đúng rồi. Tôi sẽ ra đi. Em cũng vậy á. À, không có vợ là ra đi luôn. À, đúng rồi. Em tự dẫn anh lặng bộ. Ôi giời. Thông báo này. À. Có nhiều người đàn ông mà em đã từng đi cứu rồi. Vì lý do là suy nghĩ một cách bồng bột. Chán làm gì nhà chán lắm, hai chồng không có con thì đứng đi buồn buồn chán nản. Ôi giời, ở đây là cơ hội của mình thôi, ngàn năm có một luôn. Không. Bây giờ anh có tin là bây giờ anh mà lấy vợ này mà đặc biệt là một người đàn ông là biết lo làm lo ăn thế này mà chịu thương chịu khó mà khỏe mạnh tướng thì ngon rồi đấy. Nói chuyện thì cũng hay dễ thương. Thì em nghĩ là bây giờ đăng này là rất nhiều cô gái trẻ thậm chí chưa chồng luôn sẽ mong muốn ở với anh. Thôi. Mà sinh con cho anh luôn. Không chịu đâu. Không chịu luôn à? Ba mẹ của anh còn khỏe không? Ba mất rồi còn mẹ. Mẹ giờ anh được mấy anh em? 5. Mất người còn 4. Mình từ trước đã giúp gì cho mẹ chưa? Em hỏi nghiêm túc. Cũng bình thường vậy đó. Thế mà bây giờ anh tính là vì một cô gái, một người vợ chỉ đăng ký kết hôn thôi. Vợ là người Dương anh. Em chia sẻ rất nghiêm túc, vợ chỉ là người Dương thôi. Có con thì nó là cái dây ràng buộc, nhưng mà đây bây giờ vợ chưa có con nó là cái người Dương. Hôm nay thích ở với mình, không thích ở với người khác, đó là cái quyền của người ta, cũng như anh cũng vậy. Vì vậy bây giờ em nói thật là em tại sao em hỏi anh những như vậy, nó có rất khó chịu nhưng mà em nói chuyện rất thẳng thắn. Mình chưa bao hiếu được cho cha mẹ. Tại sao mình lại phải khổ mà phải vì cô gái này? Cô không thương mình nữa mà mình phải ra đi. Anh ra đi này là mẹ già anh thậm chí là phải khóc em biết mà. Cả tháng đấy. Phải đưa tiễn anh ấy. Em biết đó. Đúng chưa? Biết. Nếu mình làm như vậy là mình có tội đấy. Anh ạ. À, anh làm như vậy là chính thức anh có tội. Anh người đàn ông như vậy là có tội. Đúng chưa? Các anh em sẽ cố gắng để đăng thông tin này lên nhanh nhất có thể. Để mong muốn là sớm biết thông tin chính thức vợ anh đang ở đâu. Để báo tin cho anh. Còn vợ anh về hay không là anh em chưa dám nói trước rồi. Về là cái tốt mà không về thì có thể là cho anh gặp nói chuyện với nhau một lần. Được không? Được. Nhưng mà tuyệt đối không được nghĩ sai lệch. Nhá, em giải thích vậy cho anh hiểu ha. Vợ là người Dưng. Yêu thương đến mấy cũng chỉ là người Dưng. Có nhiều trường hợp đấy. Ở với nhau 40 năm rồi còn chia tay nhau rồi. Còn anh mới ở với nhau có mười mấy 20 năm thôi. Có 3-4 mặt con kìa, người ta còn chia nhau tùm lum tà la cả vì người ta hết duyên rồi. Anh ạ. À, nhá. Anh đồng ý không? Cố gắng. Mình dù rằng thời gian này thì ai đồng ý là cũng buồn. Đang sống với nhau quen này mà. Đúng không? Đó, nhưng mà bây giờ là một cái vợ bỏ đi này là thực sự là cũng rất đáng tiếc. Đúng không? Ai mà không thương. Bởi vì thực sự là mình chưa chán. Nếu mình chán thì lại mình không thương nhưng mình chưa chán. Đúng không? Đấy. Không được đâu. Sao không được? Nhớ hoài lắm. Hả? Chắc nhớ hoài lắm. Nhớ hoài à? Dạ. Nhớ hoài mình về tụng kinh gõ mõ được không? Anh về làm cái song bây giờ vợ đi rồi. Nhà anh có lồ cấp điện không? Về làm cái lồ cấp điện. Anh ra thợ cắt tóc. Đấy. Bởi vì anh bây giờ là con đường của anh là như thế là nó dễ hơn. Nó không liên quan đến con gái cả. Mình đi tu. Giống thầy Minh Tuệ. Đó. Buông bỏ hết. Nhớ nhung hết á. Đó. Buông được. À, buông được. Này, quan là nhất quyết phải bằng được để cô và vợ này phải về. Thế bây giờ em hỏi anh là đồng ý là anh thương vợ anh nhưng không may mà anh em tìm được. Vợ anh không mong muốn nhá, mà vợ anh đang sống với người ta, đang ấp người ta luôn. Anh còn yêu không? Không. Ôi trời đất ơi, không ơi, không. Mà yêu gì nữa? Yêu nhưng mà những lúc mà nghĩ cái cảm giác như vậy, mà nghĩ nhìn thấy hình dung như vậy, còn yêu gì nữa? Trước thời xưa là anh yêu bao nhiêu mối tình mới đến vợ? Nhỏ thì nhiều lắm, có vợ này tới giờ luôn, đâu có yêu ai đâu. Không, nhưng mà thời xưa là yêu nhiều cô không? Cũng 6-7 người vậy. Úi giời. Quen chơi. Quen nhưng mà chưa làm ăn gì đúng không? Dạ. Đấy, thế là tình yêu đây là mối tình đầu rồi. Này còn mối tình đầu rồi. Trước là tình yêu ngày xưa là quen chơi nhưng mà đấy là tình yêu bỏ xít. Em có vợ trước rồi. Trước một vợ rồi? Có đứa con gái này ra trường rồi. Thằng vợ em vợ sau này cũng có chồng có con thôi. Ô, rồi thôi rồi hai đứa mới sắp lại. Ui dài thế mà cũng nói sớm vậy. Đó. Là vợ cũng đã từng có chồng rồi à. Có con riêng rồi. Ủa thế này vợ ngày xưa bỏ hai vợ chồng này anh cũng vậy mà vợ cũng vậy là hai người là chia tay nhau sớm đúng không? Ừ. Lấy nhau thời gian là chắc có con là chia tay xong rồi đến với mình vì vậy nhưng bây giờ anh mới 40 mà đã sống với vợ 20 năm rồi đúng không? Ừ. Vậy là trước anh có đứa con gái hả? Yeah. Con gái ở với anh không?
ở trong hai bà gì. Thế mẹ lấy chồng là vợ lấy chồng? Mẹ chết. Trước chết. Ồ. Vợ mất xong mà lấy vợ khác. Ừ. Có đứa con gái này nó phải học ra gia trường rồi. Thế tiền bạc là tiền bạc lo cho con gái là ai nó? Hai bà gì không có chồng á, nó lo. Nó nuôi từ hồi 3-4 tuổi vậy tới giờ. Gì là em vợ đấy hả? Gì là em của mẹ. Ừ, em vợ đó. Em của vợ. Có em của mẹ ruột á. Em của mẹ ruột em á. À gì của anh hả? Chứ không phải gì của vợ. Đúng rồi. À. Con gái kêu bằng bà. Thế cho nên là mới biết là anh rất lặng tình nhá. Người đàn ông lặng tình. Nhưng mà vợ anh nếu mà thực sự là xem được video này, vợ anh cảm thông được, mà nếu quay được về với anh, sống chung với nhau là điều tốt. Tốt nhất á. Còn không có con thì đồng ý là vợ anh bây giờ khắc định nhà vợ anh ở với ai cũng chẳng có con được nữa đâu. Đúng không? Mà vui thì cuộc vui là cũng tàn thôi. Đúng không? Anh hãy nói một điều gì tình cảm nhất, giống như mình tán tỉnh á, để hy vọng là vợ xem được, vợ thương nhớ anh, sẽ quay trở về với anh. Dạ em sẽ mong vợ thương em quay mau về với em. Chứ em nhớ em chịu không nổi. Nhớ gì lắm. Rất tội. Một người đàn ông vợ mất. Đi bước nữa nhưng không may là sống với nhau 20 năm nhưng không có con. Và đến giờ phút này lại thiếu may mắn hơn nữa là vợ. Hôm nay vợ đi luôn. Dù rằng không giận nhau. Rất đáng tiếc. Rồi hôm nay anh về đây nhờ anh em Sĩ Bình Dương ghi hình nhờ đăng tin để tìm vợ. Dạ. Anh có đồng ý cho các anh em Hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ tất cả thông tin của anh lên tất cả trang mạng xã hội để sớm tìm được thông tin chính thức vợ anh không? Đồng ý không? Đồng ý. Rồi anh có thể anh thông báo lại cho em ấy là họ tên của anh đầy đủ là gì? Nguyễn Minh Hùng. Nguyễn Minh Hùng. Anh nguyên quán ở đâu? Ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Mỹ Lức, tỉnh Long An. Rồi hôm nay anh về đây nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương tìm vợ là vợ anh họ tên đầy đủ là gì? Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh 1985. Nguyên quán ở đâu? Ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Mỹ Lức, Long An. Đặc điểm vợ anh nhận dạng là đặc điểm là làm sao? Nếu nhìn nhận dạng bên ngoài bình thường không cao mét mấy? Khoảng chừng 1m58-1m59 à. Răng hình như không nhầm là thưa thưa đúng không? Không có thưa. Vợ anh cao 1m58-1m59 hả? Không. Nước da trắng hay đen? Trắng. Mắt này là một mí hả? Đúng rồi. Hai vợ chồng hợp nhau đó. Có cả mắt hợp nhau đó. Cái này mà không may mắn là sống với nhau mấy chục năm rồi đúng không? Rất nhiều tình cảm ha. Rồi em cảm ơn đến cuộc chia sẻ của anh nhé. Dạ kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện thông tin chính thức em gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Hải Dương theo số điện thoại 0913 785858 để anh em sẽ tìm cách để khuyên em gái này quay trở về với chồng của mình. Rồi xin chào anh trai nhé. Anh cho biết là anh tên gì? Dạ em tên Nguyễn Triển Lãm. Nguyễn Triển Lãm hả? Dạ. Ui trời ơi, hôm nay tôi gặp một cái tên phải nói là quá đẳng cấp luôn. Nguyễn Triển Lãm luôn à? Dạ. Mình đã đi làm triển lãm bao giờ chưa? Dạ chưa. Ồ, ông bà ngày xưa đặt tên rồi là hay đấy. Dạ. Tên này chắc phải nghiên cứu nhiều ngày đúng không? Anh nhiêu tuổi rồi? Dạ sinh năm 1986. 86 hả? Dạ. 86 năm nay 30 mấy hả? 38. Ồ. Anh quê ở đâu? Dạ quê em ở Tây Ninh. Tây Ninh hả? Mình quê gốc đó luôn hả? Dạ. Ồ. Rồi hôm nay mình đi về đây cùng với ai đây? Dạ về đây về với con rể. 86 thì nhỏ tuổi. Dạ. Rồi còn em đi. Dạ. Nhá. Ừ. Mà tóc mình cũng hai màu đúng không? Dạ. Ngả màu sớm à. Suy nghĩ nhiều hả? Lo con cái. Ồ. Vậy là em được mấy người con rồi? Dạ năm. Năm luôn? Dạ. Trời đất quỷ thần, năm người con. Con đầu nhiêu, con cuối nhiêu? Dạ con đứa thứ hai năm nay 18 rồi. Ồ, 18 tuổi. Thế còn con út này nhiêu rồi? Mới 2 tuổi hả? Ồ, mấy trai mấy gái? Dạ 4 gái 1 trai. Ui giời, vậy là mình mục đích chính mình để anh sinh nhiều là mình kiếm con trai hả? Dạ. Ôi giời ơi ông ơi, con trai con gái giống nhau hết ông ơi. Trai gái chi đâu quan trọng. Không có quan trọng là quan niệm mà trai gái. Như mình ước mơ cũng được thằng trai á mà. Dạ. Mong thì vô cùng á. Dạ. Nhưng mà có thì có, không có thôi à. Dạ. Chứ nhiều khi con trai chưa chắc nó giúp gì được sau này cho mình. Dạ. Nhưng mà đôi khi con gái là nó có hiếu. Nhưng đại loại là chưa ai nói trước là điều gì. Dạ. Trai gái là tùy duyên. Đúng không? Thôi cái việc đó là tính sau. Vậy là hiện nay là em còn mấy đứa con nữa là đang học. Dạ không có đứa nào học hết. Những bé bao nhiêu? 18 và mười mấy? 18 với 16. 18, 16. Bao nhiêu nữa? Còn hai đứa sinh đôi thì hôm nay là 14. Sinh đôi không học luôn?
Dạ học mà nghỉ rồi. Trời ơi, 14 học lớp 6 lớp 7 nghỉ rồi. Dạ. Nghỉ sớm chứ này. Dạ không có điều kiện. Anh đang làm cái nghề gì? Dạ em làm công xí nghiệp. Công ty hả? Dạ. Lương cao không? Dạ gần 90 triệu, 80 triệu. Tuy là mình đang sáng lượng á, cũng có tùy thôi. Mình nói chuyện lớn tiếng được không? Dạ được. Còn vợ họ tên là gì? Dạ dạ em là Nguyễn Thị Hợp. Nguyễn Thị Hợp. Dạ. Hợp Tan đúng không? Vợ nhiêu tuổi rồi? Dạ vợ sinh năm 1954. Vợ hơn 2 tuổi. Dạ. Gái hơn 2 mà trai hơn 1. Dạ. Vợ quê quán ở đâu? Dạ ở Kiên Giang, dòng tiền Kiên Giang. Mà sao mình cái duyên số sao mà từ Kiên Giang với Tây Linh mà gặp nhau được? Dạ không biết nữa, hồi đó duyên nợ sao. Mà mình gặp nhau ở đâu? Dạ gặp nhau ở Bình Phước. Ôi giời ơi xa dữ anh hả? Thế là quen nhau lâu không? Dạ quen nhau cũng có năm á. Một năm? Dạ. Có cưới không? Dạ cũng có năm cưới. Cưới lớn không? Dạ nhỏ hồi xưa đâu có điều kiện đâu anh. Thế là vợ làm công việc gì? Dạ vợ cũng làm công ty chung luôn. Thế còn con? Dạ hai đứa con thì giờ mỗi một đứa con này thì mới sanh, còn nhỏ kia thì con nó 2 tuổi giờ đang mang bầu. Đây là con rể hả? Dạ con rể. Thế là con rể thứ mấy? Dạ rể thứ ba. Thứ ba là gọi là thứ hai đúng không? Thứ ba là thứ hai đấy, con thứ hai đúng không? Con đầu và con thứ hai. Dạ. Đúng không? Nhưng mà ở đây người ta gọi khác phải không? Ở đây thì thứ hai rồi tới thứ ba này là thứ ba. Khổ quá. Thế giờ bây giờ là vợ đi mấy ngày rồi? Dạ vợ đi hồi bữa từ bữa chủ nhật tuần trước anh, chắc ngày 26 không? 26. Dạ. 26 tháng 4. Tháng 6 rồi luôn. 26 tháng 5 ấy. 26 tháng 5. Dạ đúng. 26 tháng 5. Dạ. Ồ vậy là cũng một tháng gần ở đâu? Chưa được 2 tuần anh, mai đó đúng 2 tuần. Ừ. Xong rồi mà sao lại vợ bỏ đi? Dạ cũng có cự cãi xích mích nhau. Ồ nào chồng gây lộn hả? Dạ. Chuyện cũng không có đáng anh. Nhưng mà mình có hay thường xuyên xảy ra gây lộn không? Dạ ít lắm. Ít lắm hả? Dạ. Mình có ra đòn với vợ bao giờ không? Cũng có mà lâu lắm anh. Lâu chưa? Dạ cũng 1 năm 2 năm. 1 2 năm là một trận đúng không? Thì cũng có xích mích nhau, cũng có đánh nhau, cũng 1 2 bọc tay thôi. Thế, hai vợ chồng vẫn đi làm bình thường? Dạ. Như vậy là có đủ sống không? Dạ cũng thiếu lên thiếu xuống anh. Thiếu hả? Dạ. Mình có nhà tới đi nhau? Dạ không có. Thế nhà của ở quán? Dạ giờ còn không có nhà, giờ chỉ có các cái nhà ở bên Bình Phước anh, có mua nhà ở bên Bình Phước mà chưa có về ở. À mua rồi đúng không? Dạ. Có nhà đúng không? Dạ. Nhà là hai vợ chồng tự mua hả? Dạ. Nhà lớn không? Dạ cũng nhỏ anh, gấp 4 nhà nhỏ à. Mình mua lâu chưa? Dạ cũng được 5-6 năm rồi. Nói chuyện lớn đấy, nhỏ quá. Đàn ông nói chuyện lớn chứ. Dạ. Thế là hàng tháng mình làm về là có đưa tiền cho vợ không? Dạ có đưa hết. Đưa hết luôn hả? Dạ. Xong mà hàng ngày mình cần tiền là mình nhận xin? Dạ thì cũng có xin và cũng có khi có tiền rồi mình cũng có xài. Nói chung thì... Em có hay ăn nhậu không? Dạ không, em rất ăn nhậu. Mình có chơi đá gà với Tây Linh, đá gà nhiều lắm á. Dạ em không có chơi đâu. Tây Linh người ta nuôi gà đá nhiều đúng không? Dạ. Gà lông đúng không? Đá dữ, mấy lần đi qua thì bay đá bập 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 trong mấy cái bụi cây lùm cây. Thế là mình có biết chơi đá gà không? Ăn nhậu với ba cái đó em không. Nè không chơi. Không hay vậy hả? Trai Tây Linh mà nè không biết chơi. Vì lo cho con với vợ thôi. Lỡ xích mích vợ thì vợ bỏ đi vậy mình cũng không biết làm sao nữa. Thế là mình đã hỏi thăm hoặc tìm hiểu về gia đình bên vợ chưa? Dạ tìm hết, bây giờ ông và vợ với bà và vợ đang ở trong nhà với em luôn. À, ba mẹ vợ ở cùng hết hả? Dạ, ở chung gần trọ, kiểu như ở một dãy trọ luôn. Ba mẹ vợ chắc còn vẫn ít tuổi đúng không? Dạ, 6 mấy hết rồi. 6 mấy luôn hả? Dạ. Thế là vợ đi đêm hay đi ngày? Dạ, đi khoảng 5 mấy 6 giờ chiều á. Chiều hả? Dạ. Vậy là vợ đi làm về rồi không đi hả? Dạ, hôm bữa đó chủ nhật nghỉ. Thế em đi đâu mà vợ để vợ đi không biết? Ở nhà thì cũng gây lộn qua gây lộn lại rồi nó bỏ nó đi luôn. Vậy là vợ hai vợ chồng gây lộn hôm trước hay hôm sau? Ngày đó luôn. À, gây lộn buổi sáng hoặc chiều vợ bỏ đi? Không, gây lộn buổi chiều đó luôn rồi đi. Đúng chiều luôn? Dạ. Trước giờ vợ đã bỏ đi bao giờ chưa? Dạ cũng có bỏ đi mà đều có một cái nó đi là nó về từ hồi bên Bình Phước á. Rồi giận rồi nó cũng bỏ đi qua bên đây, qua bên mẹ vợ với ba vợ ở bữa hai bữa là nó về. Mà đợt này sao mà đi tới bữa nay mười mấy ngày rồi. Mà không thấy gì luôn? Dạ cũng có điện về. Nhưng nhắn tin hà chỉ là nhắn tin cho con. Nhắn nói sao? Nhắn mấy bữa đầu thì nói là em đi đấy, tao cái gì mẹ đi, tao đi mẹ đi chung bên hợp đồng lao động rồi. Ồ, đó, 3 năm lao động là đâu? Rồi không biết nữa. Cái qua ngày sau cái
nhắn lại đó là tao đi 3 năm tao mới về. Ui giời. Cái hầu cách nay bữa nay là thứ bảy, hình như đẹn bữa thứ tư thứ năm gì á. Ừ. Là nói là tao đi chuẩn bị đi làm Malaysia. Ui giời ơi, má làm con mà Malaysia luôn hả? Mà, trời đất. Rồi tới bữa nay là không điện được. Ừ. Em cũng nhờ bà con cô bác rồi điện cho em. Mà điện lúc nào cũng không bắt máy. Không nghe máy luôn hả? Dạ, điện chung reo mà không nghe máy. Vợ em là tóc vàng hay là nhuộm hay là tự nhiên đấy? Nhuộm á. Sao nhuộm vàng dữ vậy hả? Dạ em cũng không biết. Tại vì thương vợ quá rồi. Giờ... Vợ có hay đi làm đẹp không? Dạ cũng có. Vợ ở nhà chắc cũng dữ lắm hả? Nhìn mặt này cũng dữ mà đâu có hiền đâu đúng không? Dạ. Phải không? Nói thật là có hiền không? Dạ không, nó cũng có. Có là mình nói một là vợ nói mấy? Nó không có nói gì chắc. À im im luôn hả? Nó không có nói. Dạ. Mấy bà im này đâu vừa đâu. Dữ lắm đấy. Nhưng mà mình có làm gì để cho vợ ghim mà vợ im lại luôn không? Thì nó cứ tối ngày cái mà nếu như mà có cái gì thì nó mình mở lời ra trước không ạ? Còn nó không có mở lời. Ừ. Gọi là mình muốn cần gì thì hỏi, còn không thôi. Dạ. Im. Ôi trời ơi. Vợ làm công ty là lương tháng được nhiều không? Cũng khoảng 11 đến 2 triệu ạ. Lương cao đấy. Dạ. Thế bây giờ hiện nay là mình đến công ty hỏi chưa? Dạ thì hai cha con như đó làm hỏi hết trơn à. Không thấy đâu luôn hả? Dạ không thấy đâu. Vợ ở nhà có hay bấm điện thoại không? Dạ. TikTok không? Cũng có mà em không biết. Ui giời. Mình không để ý luôn hả? Dạ mình không để ý. Kiểu như mình cũng thương vợ mình. Từ nào bây giờ mình thương vợ mình thì mình đâu có suy nghĩ là vợ mình nảy đi nọ đâu. Mặt này giữ đòn đây. Thế là vợ đi là có đeo vàng bạc không? Dạ. Có tiền không? Dạ, trong khi đó là em cũng không biết nữa. Thế từ trước là mình làm bao nhiêu đưa hết cho vợ? Dạ, đưa hết cho vợ rồi trả nợ nặng nữa. Lợi gì? Dạ. Lợi gì? Mình lợi gì? Con cái rồi đó anh. Rồi... Nhưng mà khả năng theo em nhìn nhận là gia đình hai vợ chồng đi làm này liệu vợ giữ, vợ đi này liệu trong người, liệu khả năng theo em tính toán là còn tiền không? Theo em nghĩ. Dạ, em cũng không biết. Thế là từ trước thì em không bao hỏi là vợ ơi tiền hai vợ chồng mình làm mấy tháng, năm này kia, tháng này tháng kia còn nhiều không? Em không hỏi à? Dạ không. Thế là cứ đi làm hết tháng rồi đưa cho vợ, còn ngoài ra mình không biết. Dạ. Đưa cho vợ thì đồng ý là cái việc đó khác, nhưng mà mình lâu lâu mình phải hỏi em ơi tiền gia đình mình còn nhiều không, mình biết việc lo liệu á. Mình cũng suy nghĩ là sống thương vợ, trung thành với vợ thì cái gì mình cũng... Nói chung là mình không có nghĩ vợ là nó như thế này. Ừ. Dạ. Nhưng đến giờ phút này em nghi ngờ là vợ đi đâu? Dạ em cũng không biết. Hồi bữa thì điện về em có ghi âm trong máy nè. Điện về ghi âm sao, nói sao? Dạ em mở máy là được không ạ? À, tí xíu đi được rồi. Nhưng mà vợ nói có vẻ là vợ có muốn về không? Dạ không biết đó. Dạ em cũng không biết. Thế là ba mẹ vợ hiện nay là có suy nghĩ gì? Cũng đi tìm con cái rồi. Mà gọi điện không nghe máy luôn? Dạ điện không. Hiện giờ điện thì cũng không bao giờ nghe máy. Đấy là số của em, còn số người khác gọi có nghe không? Không luôn. Bất kể ai gọi không nghe? Dạ. Bây giờ tội nhất là mấy đứa nhỏ hả? Dạ giờ em cũng không biết. Có đứa 2 tuổi, bé 2 tuổi là không biết mẹ đi đâu thôi đúng không? Dạ. Còn tất cả là 4 bé kia đều biết hết hả? Dạ. Trước mỗi lần gây lộn này là hai vợ chồng gây lộn này, các con có khuyên là ba mẹ đừng gây lộn nhau không? Cũng có, nó cũng ít lắm. Ừ. Tại vì em đi làm, hai chồng đi từ sáng tới 9 giờ mới về, từ sáng 9 giờ mới về. Ừ. Thời gian thì nó trong công ty không anh? À? Nói chung thì lo làm không? Nuôi con vợ mà không biết ngày rồi bữa nay vợ giận mà đi tới ngày này. Theo em đang nghi ngờ đang nghĩ chuyện gì xảy ra mà hoặc là gây lộn đến mức độ nào tự em biết mà vợ lại phải bỏ nhà đi thế này. Dạ em cũng biết sao vậy. Chắc mình phải biết chứ. Chứ làm gì có chuyện không biết. Vợ ở nhà có quen ai không? Trong công ty là có ai mất tích không? Dạ không. Mình tìm hiểu chưa hết chưa? Khu dãy trọ có ai bỏ nhà đi không? Dạ không. Từ trước thì là hai vợ chồng là nói thật lòng là hai vợ chồng có quan tâm nhau không? Đi làm về là hai vợ chồng có trò chuyện, có tâm sự hay là thứ bảy chủ nhật có chở vợ đi cà phê hay là có đi chơi đâu không? Dạ không. Chỉ là về cơm nước rồi... Là mạnh ai ngồi ngủ rồi? Dạ. Chỉ lo con nhỏ nữa. Ừ. Nói chung là tất cả là vì cơm áo gạo tiền. Dạ. Cho nên đôi khi là cuộc sống vợ chồng đôi khi là sống với nhau lâu rồi. À, nhưng mà chưa chắc là hiểu được nhau. Vì lý do là ít khi tâm sự trò chuyện. Dạ. Đúng không? Vì không có thời gian nhiều. Dạ. Đi làm về đã mệt rồi đúng không? Mãi mê lấu lướng ăn uống xong là nghỉ ngơi để mai tiếp tục cái công việc. Dạ.
Vì vậy để tâm sự, để trò chuyện mà để hiểu, thấu hiểu nhau thì rất khó. Dạ. Đúng không? Ít khi có thời gian để trò chuyện, đúng không? Dạ. Thế mà đôi khi là vợ ra ngoài, bây giờ là đàn ông bây giờ ra ngoài nó ngộ lắm. Khi mà nó gặp người phụ nữ mà tự buột miệng chia sẻ là tôi buồn chồng, buồn con ấy, tôi buồn gia đình ấy, tôi bỏ đi ấy, thì những người đàn ông người ta tấn công bằng nhiều cái hình thức khác nhau, bằng ngon ngọt, bằng tiền, bằng ngoại hình, bằng vẻ đẹp, bằng nhiều cái là vợ mình sẽ có thể là thay lòng đổi dạ. Có thể là một phút thôi, bốc đồng thôi, là đôi khi nào thôi đi chơi với ông này cho nó vui, ở nhà với chồng mình chán quá, thế là nhiều khi là đi rồi là ngấm là không về, chứ chẳng phải ai giữ đâu. Đây là anh nói thật, chứ không ai giữ. Nhưng mà tất cả là mình phải hình dung là tất cả mình không thể đổ lỗi cho phụ nữ được, do nhiều khi mình không có quan tâm nhiều, đúng không? Yeah. Đó, tối ngủ thì vậy, mạnh ai bấm điện thoại nhưng mà bấm cái là chùm mền là ngủ luôn, hồi ngủ là năm quay ngủ biết gì đâu, đúng không? Yeah. Đó, vậy là hai vợ chồng là tối là con vợ ngủ với con hả? Yeah. Còn em ngủ ở đâu? Thì ngủ chung vậy đó, con thì để cho nó ngủ qua bên. Gọi là em với vợ và đứa nhỏ nhất là ngủ chung. Yeah. Còn năm bốn bé lớn thì là hai đứa có chồng thì nó ngủ riêng, còn hai đứa sanh đôi thì nó tinh gác. Vậy là hai bé kia, hai bé thứ ở giữa hiện nay là không học nhưng mà ở nhà làm gì, có làm công việc gì không? Dạ không, giữ em 2 tuổi đó đó. Hai đứa gọi là chia nhau để giữ em. Dạ. Vậy là vợ từ công đi là không có trò chuyện với em luôn hả? Dạ không. Nhưng mà cái này chắc chắn là một mức độ phải là vô cùng nghiêm trọng, vợ mới bỏ đi chứ. Em cũng không biết. Mình phải biết chứ, làm gì có chuyện không biết. Biết có điều là biết, có muốn nói hay không. Chỉ là gây lộn này kia nọ. Gây lộn nhưng mà có đánh nhau không? Dạ không, không đánh. Chỉ là nói qua nói lại thôi. Dạ. Là đùng 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 là tối đi luôn. Dạ, không đi. Nếu đúng thực sự mà em chia sẻ này là một câu chuyện khác. Nha. Dạ. Còn nếu mà hai vợ chồng mà xảy ra lớn chuyện mà vợ bỏ đi là khác. Dạ. Nếu mà chuyện không có gì xảy ra, gọi là gây lộn nhau, thì phải nói khẳng định với em là gia đình nhà nào cũng vậy. Không có một gia đình nhà nào gọi là không có gây lộn hết. Yeah. Nhưng đôi khi người ta biết kiềm chế hoặc người ta biết trò chuyện với nhau. Yeah. Sau những lúc nóng đó thì gọi là sau cơn mưa mà trời nó lại sáng. Yeah. Thì người ta lại bình thường. Nhưng đây nếu đúng thực sự một cái câu chuyện mà vợ em với em là hai vợ chồng gây lộn nhau, thì đồng ý là cuộc sống mà nhiều con thì nó rất khổ. Yeah. Và hai vợ chồng thì nó lao động, cho nên để kinh tế mà để dư thì khả năng là cũng không có dư được. Vì vậy để cái câu chuyện mà xích mích thì này là cái điều khó để tránh khỏi. Mà nếu đúng thực sự mà một cái câu chuyện mà rất nhỏ này mà vợ em bỏ đi là ý khác. Yeah. Là chắc chắn là vợ em có người khác. Thôi thì em cũng không biết mình. Tại vì mình chưa có gặp được tận tay. Anh cũng chưa có khẳng định là vợ em sẽ đang đi ở với người khác. Yeah. Nhưng nếu đúng thực sự mà cái câu chuyện mà hai vợ chồng chỉ một câu chuyện nhỏ nhẹ này mà vợ em đi thế này, là chắc chắn là đang ở với người khác rồi. Chứ nếu đến giờ phút này ba mẹ vợ còn không biết con ở đâu, đúng không? Ba mẹ vợ em hiện nay đang ở với em, đúng không? Ở gần đó mà còn không biết. Yeah. Đúng không? Thì chắc chắn là vợ em đang đi một nơi rất xa mà có thể âm thầm bí mật. Yeah. Nếu không công an việc làm là một, không tiền là hai, không người nâng đỡ và không người giúp và không ai bao che bao bọc, thì chắc chắn là vợ em sẽ không ở được. Vì vậy chắc chắn là đôi khi vợ em đi người không, không tiền không bạc, mỗi người không, nhưng mà chắc chắn đó là có thể là đang có người khác bao bọc, nâng đỡ bằng nhiều hình thức đó. Cái đó thì em không biết được. Giờ hiện tại giờ không biết nó ở đó đâu, mình không biết là nó xảy ra cái chuyện gì, và mình cũng không biết là nó. Mình đàn ông nhưng mình có nóng tính không? Dạ cũng bình thường. Em tính em cũng chậm đúng không? Dạ. Nói chuyện với vợ chắc nhỏ đúng không? Dạ. Mình có bao giờ nói lớn tiếng với vợ không? Cũng có ít lắm. Có bao giờ chỉ thề không? Cũng có. Nhưng nếu mà để cuộc chiến tay đôi thì chắc chắn là em đâu có thắng được vợ. Dạ. Đúng không? Em có thắng được vợ không? Dạ không biết. Mình thử sức nhiều lần mà không biết à? Thử sức nhiều lần mà không biết ai thắng hay thua. Ban ngày thì là thắng đúng không? Ban đêm là thua. Ban đêm thua đúng không? Dạ em cũng không biết làm sao. Bây giờ đúng thực sự là bó tay chấm con rồi đúng không? Dạ. Em có mong muốn, hy vọng hôm nay em về đây cùng mấy con rể là về đây nhờ anh em Bình Dương sẽ tìm được vợ. Dạ. Hy vọng đăng thông tin thì chắc chắn là sẽ biết vợ em đang ở đâu đó. Dạ. Mà sẽ nghe ngóng hoặc sẽ biết được thông tin đó. Nhưng quan trọng là vợ em có về hay không.
đó là một cả một vấn đề. Dạ. Nếu vợ em bây giờ anh hỏi thật em, nếu mà bây giờ vợ em không về, mà vợ em nói là vợ em không còn tình cảm với em nữa, mà vợ em đang ở với người khác, tôi đang có cuộc sống mới, dạ, tôi với anh chia tay, em có đồng ý không? Dạ thì cũng cho em xin nói ít. Nếu như mà vợ em thì nó nói như vậy mà trời mà chưa chắc là vợ em có bầu, mình khẳng định thôi. Nhưng mà nếu điều đó xảy ra? Dạ nếu điều đó xảy ra thì mong em á thì đi về ở với con đi, còn tôi tự nhiên tôi cuốn gói tôi đi, tôi nhớ con thì một hai tháng tôi quay về tôi thăm con tôi. Đó. Không, không bao giờ có điều đó xảy ra. Nếu đúng thực sự vợ em như thế thì vợ em đã không bỏ đi, mà vợ em bỏ đi thì chắc chắn là vợ em sẽ ôm con đi, ít nhất là vợ em phải ôm đi một đứa hoặc là ba đứa, chứ không bao giờ lại quay về lại nói chuyện với em xong lại để ở với các con. À, ở với các con thì bây giờ anh nói chuyện với em nghe này, một người đàn ông không bao giờ chấp nhận ở với một người phụ nữ mà 3, 4, 5 đứa con liền, người ta muốn ở một mình thôi, một với một thôi, không ai dạy gì, trừ giả vợ em có nhiều tiền hoặc vợ em vô cùng đẹp gái dễ thương thì có thể người ta chấp nhận. Nhưng bây giờ là tự nhiên này về ở đi ôm một đứa trẻ suốt ngày bé, người ta làm ăn là cái gì nữa, phải em cũng vậy thôi, người ta không chấp nhận đâu. Thế vì vậy bây giờ ấy, đồng ý là em về đây nhờ các anh em mình giúp Dương tìm vợ. Dạ. Nhưng các anh em mình ra những hoạch định, những cái tính toán có thể là những điều đó tồi tệ có thể xảy ra, không ai mong muốn điều đó xảy ra, nhưng mà không may nó xảy ra mình phải có cách để giải quyết, tránh tình trạng mà dạ, mỗi một có một chú lớn tuổi này về đây nhờ anh em mình giúp Dương tìm vợ. Vợ chưa kịp về thì chú ra đi rồi, hiện nay ra đi xanh cỏ rồi nha, nói như vậy là hiểu nhá. Thế là vì bất kể lý do gì nữa, mình là người đàn ông mình phải mạnh mẽ, không có phụ nữ này thì có phụ nữ khác, đúng không? Người ta tìm hạnh phúc mới của người ta thì mình sau này chắc chắn là mình cũng phải có cách của mình, không lẽ mình ở vậy, đúng không? Thì em chưa biết là vợ em nó làm sao, em còn em cũng không biết. Rồi bây giờ em không biết vợ làm sao, em hãy lên tiếng nói chuyện lớn tiếng là rõ ràng lên, để hy vọng là vợ xem được cái video này, vợ hãy suy nghĩ lại, nếu đúng thực sự vợ bỏ nhà đi vì giận nhau thì vợ hãy quay trở về để cùng các con, để sau này hai vợ chồng cùng có cách để bàn bạc để sửa đổi. Rồi mời em lên tiếng. Mong em nữa là quay về với con đi, với chồng, còn mà về với con với chồng đi em, con nó còn nhỏ lắm, em đi em bỏ 5 đứa con, trong khi đó hai đứa con thờ, hai đứa con còn nhỏ, giờ một thằng con trai mới có 2 tuổi à. Giờ em bỏ ra đi vậy, giờ điện em cũng không bắt máy, giờ em muốn yêu cầu gì á thì em cứ quay về với con với anh, còn có gì mình còn nói nữa, có chuyện gì mình cũng phải giải quyết được, còn mà không giải quyết không được á thì mình tính sau em ơi. Em mong em về với con anh với anh đi, mình còn nhiều điều để nói mà, mong cộng đồng mạng với bên đội hiệp sĩ anh Thanh Hải ráng giúp giùm em, ráng giúp giùm cho em rất là nhiều, cộng đồng mạng giúp cho em để cho em vượt qua cái cơn đau này, mong cộng đồng mạng rất là nhiều với hiệp sĩ đội hiệp sĩ Minh Hải giúp cho em nhận là để cho vợ em được về tới nhà. Rồi cảm ơn em. Rồi mời thanh niên trai trẻ này, em hãy lên tiếng để cho mẹ vợ ha, để cho mẹ vợ nếu xem được, mẹ vợ hãy tìm cách để quay trở về để cùng gia đình có hướng để giải quyết. Mong mẹ về với ba với bốn đứa em ở nhà, đứa nhỏ thì ở nhà không có mẹ, bệnh lên bệnh xuống, đêm nó không ngủ, sữa đưa nó không uống, bữa nào cũng thức, xong rồi bệnh mua thuốc uống rồi cũng hết. Em thấy mẹ em bỏ đi một cách phải nói là vô cùng rất đột ngột này, đúng không? Để lại rất nhiều cái đau buồn cho gia đình, đúng không? Đặc biệt là còn một đứa em nó rất nhỏ đang cần cái tình thương của mẹ, đúng không? Đôi khi là nhớ mẹ, đưa sữa không thể uống, đúng không? Đó, thấy tội không? Đó, đây cũng là một cái bài học phải nói dành riêng cho rất nhiều các anh các chị hiện nay đang cuộc sống rất ấm êm, rất đẹp. Đó, nhưng mà đôi khi là giận nhau rất nhỏ nhưng bỏ nhà đi gặp những người đàn ông người không tốt, là sẵn sàng người ta dụ, người ta nói những điều mà không hay không phải, để mục đích chính là vợ mình đi theo người ta, để một gia đình tan nát như thế này rất đau lòng ạ. Rồi hôm nay hai cha con về đây nhờ anh em chính Dương Nghi nhận đăng tin để tìm vợ, cũng như là thanh niên này tìm mẹ, thì gia đình mình có đồng ý cho các anh em chia hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ tất cả thông tin này lên tất cả trang mạng xã hội để sớm tìm được thông tin là người thân của mình không? Dạ có. Đồng ý không? Em trai đồng ý không? Dạ
Dạ kính thưa cô chú anh chị, đây là một cái câu chuyện tiếp theo. Một anh trai và một thanh niên này về đây nhờ anh em ở Trịnh Dương ghi nhà đăng tin để tìm vợ. Không hiểu nguyên nhân nào đó mà rất nhiều các chị em gái trong thời gian gần đây bỏ đi, nếu mà anh em theo anh em ước tính là khoảng 2,000 mấy 3,000 trường hợp cô chú anh chị quay trở về, cái tỷ lệ phần trăm rất nhỏ, còn nhiều người báo tin nhưng không về. Hy vọng là các cô chú anh chị mình đang sống với nhau có một cuộc sống hạnh phúc, có chuyện gì không lên không phải mình hãy nói chuyện với nhau, còn không ở được với nhau nữa mình chia tay nhau thẳng thắn, tránh tình trạng mà phải bỏ đi và đi tìm kiếm, và thực sự là mất rất nhiều công sức và thời gian cho gia đình cũng như cho các anh em ở dưới Bình Dương. Rồi xin chào em trai nhé. Dạ, em cho anh biết em tên gì? Em tên Châu Đất Tha. Châu Đất Tha hả? Dạ. À, Tha đúng không? Dạ. Em nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 1992. 92 rồi. Dạ. 92 năm nay 32 tuổi hả? Dạ. Em nguyên quán ở đâu? Em ở An Giang. Ồ sao Tịnh Biên An Giang. Điện Biên An Giang hả? Dạ. Tịnh Biên hay gì? Tịnh Biên An Giang. Tịnh Biên đúng không? Dạ. Ồ. Vậy là hôm nay em về đây nhờ anh em ở Bình Dương tìm vợ hả? Dạ dạ đúng rồi. Em đang làm nghề gì? Em mua dây chai. Ồ, mình mua lớn không hay mua nhỏ em? Mua nhỏ anh. Mua bằng xe Honda hay xe hơi? Xe hơi, em xe ô tô. Mua xe ba bánh kéo hơn sao? À, mình xe mọt cái hả? Dạ dạ. Ngày thu nhập được nhiều không em? Ngày cũng được 200 mấy anh. 200 mấy mà mình có nhà có cửa không? Nhà cửa thì ở bên vợ. À, em ở rể hả? Dạ em ở rể. Rồi em cho anh biết hôm nay em về đây nhờ anh em một chút Bình Dương tìm ai? Dạ tìm vợ anh. Tìm vợ. Dạ. Em cho anh biết vợ em họ tên đầy đủ là gì? Dạ em họ tên Nàng Ôn. Nàng Ôn. Nàng Ôn hả? Dạ. Ồ. Vợ em nhiêu tuổi rồi? Dạ em sinh năm 1997. 97 hả? Dạ. Mà em mới chín mấy? 92 hả? Em 92. Ồ, 97 năm em 27 tuổi hả? Dạ. Vợ em quê quán ở đâu? Cũng ở Tịnh Biên An Giang. Gần gần nhà đó hả? Dạ. Ồ, hai vợ chồng mình cưới nhau được lâu chưa? Em cưới cỡ 12, 13 năm rồi. 13 năm vợ 27 tuổi. Vậy là 14 tuổi đã lấy chồng à? Em cưới là em nhớ là cỡ 10. Con lớn nhất của em nhiêu tuổi rồi? Lớn nhất là 10 tuổi, học lớp 4. Ồ. Vậy là em lấy vợ sớm hả? Dạ. Em được mấy người con rồi? Dạ em 4 đứa con. Trời ơi. Trai gái? Một đứa trai, ba đứa gái. Trai thứ mấy? Trai thứ hai. Trai thứ hai hả? Dạ. Vợ em làm nghề gì? Vợ em ở nhà chăm con, không có đi làm. À, còn một mình em là nuôi 4 đứa con. Dạ. Người mẹ nữa. Gọi dạ. Là vợ đó là 5 người. Dạ. Cả em đó là 6. Dạ. Một mình đi làm là tổng cộng 6 người ăn đúng không? Dạ dạ. Như vậy là kinh tế ổn không em? Thì em nghe mấy người ở gần nhà nói là vợ em nói là em làm không đủ ăn mới đi bỏ đi theo người ta, chứ em đi làm là em có một mình làm nuôi 5-6 người. Nhưng mà theo đây là vợ em nói chuyện với hàng xóm đúng không? Dạ. Thế còn tự em cảm nhận được đấy, là em cảm nhận là một mình em này, em đi làm thế này có nặng gánh quá không? Quá dạ. Tải không? Dạ không. Nhưng mà mình đi mua nhỏ lẻ hả? Dạ. Mua trong dân đúng không? Dạ. Ồ. Có hôm được không không hả? Dạ đúng rồi. Mình đi mua này hôm được không không. Dạ. Hên xui mà đúng không? Dạ. Có khi có nhà muốn bán thì người ta lại không ở nhà. Dạ. Đúng không? Cái kiểu anh biết mà. Trời ơi. Vậy là ở nhà bên gia đình vợ hả? Dạ. Bên gia đình vợ có nhà không? Bên gia đình vợ thì ổng cất cho cái nhà thiết anh. Mọi người đối xử với em tốt không? Bà mẹ đối xử với em tốt. Thế còn vợ của em trong thời gian gần đây là cái tính tình sao, có thay đổi không? Dạ không, vợ em đi lần này nữa là 3 lần rồi. Ôi giời ơi. Đi 3 lần rồi, đi 2 lần trước về em cũng không nói, không dám la vợ. Chị năn nỉ vợ ở lại sốc với chồng con. Em ơi, thế trước là vợ đi là 2 lần là đi lâu không? Lần trước là đi lúc tháng 2 trước Tết là vợ em bỏ đi khoảng 5 ngày. 5 ngày? Dạ. Vợ em về có nó đi đâu không? Dạ là bữa đó em bắt được là đi theo người ta. Ui giời ơi. Người ta ở đâu? Người ta cũng ở cũng quê mà khác xã. Em có đến gặp người đàn ông đó không? Em gặp bên gia đình người ta mà ba mẹ người ta nói là người ta không quan tâm tới người đó nữa. Tại cái người đó cũng có vợ 2 đứa con mà không có kết hôn. Ồ, thế là giờ cứ đi cặp tùm lum hả? Dạ. Thế là vợ em có khai không? Vợ em không khai.
Nhưng mà em điều tra được hả? Dạ. Vợ em có nhận không? Dạ em cũng không nhận. Không ăn ăn hối cải gì hết. Dạ. Thế là lần thứ hai? Lần thứ hai vợ em đi bữa một tây tháng 5. Tháng trước em mùng 1 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa rồi hả? Dạ dạ, đúng rồi. Tới con bé bệnh em để năn nỉ là vợ em về, cái bữa lên xe về là 20 tây tháng 5 vợ em về. Về được mấy ngày thì đi tiếp em thì về được tuần này là thứ ba, bữa thứ ba là vợ em đi nữa. Về được ít bữa lại đi tiếp. Dạ. Ôi, em có chia sẻ với gia đình bên vợ biết không? Có. Gia đình bên vợ có khuyên em gì không? Dạ không, cứ lúc trước em tính đến làm nhờ chú Thanh Hải giúp đỡ rồi mà em thấy vợ em về mà hai vợ chồng nói chuyện đi qua lại cũng thấy bình thường, em tưởng là vợ em bỏ rồi không đi nữa. Em cũng không làm. Sau này em ở nhà rồi lo cho con này kia, sáng đi chợ là vợ em đi mất tiêu luôn. Ôi giời. Vợ đi lần thứ hai là cũng tương đối lâu đúng không? Dạ. Lần thứ hai là đi với người đàn ông là trước, người cũ hay người mới? Cũng là người cũ. Vẫn là người đó? Dạ. Người đó là có tiền có bạc gì không em? Giàu có gì không? Người đó có đẹp trai không? Em thấy là trắng trẻo đẹp trai không? Là đẹp trai. Ôi trời ơi, mẹ. Tại vì em có in cái hình trong cái máy của vợ em, bắt được in ra tin nhắn với hình hai người đó. Hai người ôm nhau? Dạ. Ôi trời em ơi. Mà trước mình yêu vợ là yêu lâu không em? Trước em... mình quen mình yêu lâu không? Cũng... mới cưới? Cũng cỡ 2 năm. Vậy là quen cũng lâu chứ. Dạ. Nhưng mà anh hỏi thật em này là mình đi làm về mình có đưa hết tiền cho vợ không? Dạ em đưa hết tiền, em không có giấu tiền. Không giấu tiền hả? Dạ. Ừ thế là tốt rồi. Mà hai vợ chồng có sống với nhau những năm gần đây là có hạnh phúc không? Dạ rất là hạnh phúc anh. Mình có bao giờ chửi mắng vợ không? Dạ không. Không luôn hả? Dạ. Chắc chắn là anh biết là ở bên gia đình vợ chắc cũng khổ tâm lắm đúng không? Dạ. Mà vì không phải cái gì mình cũng nói được. Ở nhà mình ấy, là đôi khi là nhiều cái là mình có thể là mình nói được đúng không? Dạ. Yeah. Ừ. Đấy nhưng mà ở gia đình vợ thì nhiều cái mình phải nhịn. Phải không? Dạ. Ừ. Tức là vợ đi đến hôm nay là mấy ngày rồi? Đi đến hôm nay là 5 ngày nữa rồi. 5 ngày hả? Lần này là lần thứ 3 là 5 ngày. Lần thứ 3 là 5 ngày. Dạ. Vợ em trước khi đi này là có thông báo là vợ sẽ đi đâu không? Dạ không. Không luôn hả? Dạ không. Hiện nay là vợ bỏ lại 4 đứa con luôn. Dạ. Con nhỏ nhất của em nhiêu tuổi rồi? Con nhỏ nhất của em là con bé mới được cỡ 19 tháng. 19 tháng? Dạ. Thế còn bé lớn nhất? Lớn nhất là mỗi tuổi. Đi học lớp mấy rồi? Lớp 4. Mấy bé đi học em? 3 bé đi học. Hiện nay là 3 bé đi học, một dạ. bé còn nhỏ xíu đúng không? Dạ dạ. Thế vợ đi là ai, là người là trông nom cơm nước hay là giặt giũ cho các bé? Là chỉ có mình em. Ừ. Gia đình vợ có phụ, ba mẹ vợ phụ không? Có phụ, lúc em đi mua về chai là bả tiếp giữ con bé nhỏ. Là trong dùng nước đứa nhỏ nhất ha? Dạ. Thế là bây giờ số điện thoại vợ em còn gọi được không? Dạ, số điện thoại của vợ em là vợ em đập bỏ rồi mà, nhưng mà vợ em lấy cái sim đi theo. Ồ, đập bỏ nhưng mà lấy sim? Dạ. Lấy sim được trong đây còn lưu số em ạ? Dạ, đúng rồi, tại vì vợ em đập bỏ cái điện thoại của nó rồi, nó lấy cái sim của nó đi theo. Trước đây mỗi lần em đi buôn bán về, đi buôn ve chai về, em gặp vợ là em có phát hiện hoặc có thấy vợ là nhắn tin hoặc gọi điện cho ai đó không? Dạ không. Ồ, hoàn toàn không có. Dạ. Tới lúc vợ em đi lần hai về là em để ý, em đi làm là em canh, em bắt được cái điện thoại vợ em gọi điện với người đó, với gửi tin nhắn, với gửi hình qua lại với người đó. Ui, tin nhắn sao em, hình gì em? Hình hai người. Hình hai người ôm nhau? Dạ. Tin nhắn gì nữa, có tin nhắn yêu đương gì không? Có. Thế là cái thời gian mà vợ em về mấy em ấy, từ lần 2 đến giờ phút này ấy, là hai vợ chồng là có nói chuyện với nhau vui vẻ không? Dạ, hai vợ chồng nói chuyện với nhau vui vẻ bình thường anh. Không có chuyện gì, coi như không có chuyện xảy ra đấy. Dạ, em hai lần rồi là em không có nói, không có la vợ, chỉ có mong là vợ về tiếp chăm lo con với chồng. Em đi làm 4 đứa con, em không đi làm, mấy đứa nhỏ không có ăn. Anh nhìn thấy tay chân của em là anh biết là con người lao động rồi. Mà sao em năm nay 32 tuổi hả? Dạ. 32 mà sao? Hay là em phơi nắng nhiều? Dạ, em làm việc nắng nhiều. Hồi dạ. lúc trước em có đi giác giác lúa bên Campuchia xuống ghe Việt Nam mình. Em có biết nói tiếng Campuchia không?
Dạ biết. Biết nhiều không em? Dạ biết nhiều. Thế mà anh nhìn em trông như phải 40 năm tuổi rồi. Nói thật, chân tình. Không, đây là một điều rất chân tình. Dạ. Nhìn già trước tuổi nhiều. Dạ, trong sớm ai cũng nói em. Đúng không? Dạ. Bởi vì em làm lũ phải làm lao vận động nhiều để lấy tiền nuôi vợ nuôi con đúng không? Dạ. Vợ em đi có mang theo những cái gì đi không? Dạ không có. Đi người không đâu hả? Mang cái sim điện thoại. Dạ. Hôm đó em về mấy giờ để em phát hiện là vợ bỏ đi? Hôm đó là sáng là em vợ em đi chợ với bà già vợ em. Ừ. Xong vợ em mua 1 ký thịt heo đưa cho bà già. Ừ. Xong vợ em nói mẹ con muốn ói, con đi ra ăn bánh canh. Rồi bà già em bả vô chùa rồi bả đợi người ta làm cá cho bả. Xong bả mới ra, bả ra đi kiếm vợ em là kiếm không gặp trong chợ. Là mất tích luôn. Là mất tích luôn. Bả về tới nhà bả nói với em, bả khóc là con ơi, mẹ không biết vợ con đi đâu nữa rồi, nó bỏ đi nữa rồi. Ôi trời. Lúc trước ấy vợ em đi 1-2 lần đầu ấy về, ba mẹ vợ có dạy bảo hay có la dạy gì không con vợ em không? Dạ, vợ em đi 2 lần trước là ông bà có nói với vợ em, nhưng mà vợ em linh thinh nó không trả lời với ông bà. Cứ linh thinh rồi. Dạ. Vợ em cái tính là có thể là cũng ngang đúng không? Ngang tàng đúng không? Dạ. Vợ em có hay nói chuyện không? Bình thường hay nói chuyện không? Bình thường vợ em ít nói chuyện với hàng xóm. Ít giao tiếp hả? Dạ. Còn là không ngoại giao mấy hả? Dạ. Về nhà chỉ lưu thủ vợ hai, dạ, hai vợ chồng với mấy đứa con ha. Dạ, vợ em ở dưới ở nhà bấm điện thoại coi với chống mấy đứa nhỏ ở nhà. Vợ em có đòi đi làm xa bao giờ không? Có anh. Vợ nói sao? Vợ em kêu em đi làm với anh hai bên Long An. Nhưng mà em nói con bé ở bên anh hai bây giờ gửi bà ngoại thì cũng 3 đứa rồi, em gọi 4 đứa nữa, tới 7 đứa, bả chồng không nổi. Ui giời ơi. Vì con bé em cũng con nhỏ nữa, em năn nỉ giờ em để gắng vài năm nữa đi hả, hai vợ chồng mình đi làm. Ba đứa con của em ăn học là tốn không em? Tốn kém không? Dạ mấy đứa học cũng quá. Nhưng mà nó học hết nhiều tiền không? Dạ hồi năm rồi tiền đủ không? Đủ không học không? Dạ đủ ăn học. Thế là hôm mà vợ em bỏ đi nhờ em về nhà mẹ em mới phát hiện được. Là dạ. Mấy đứa con có biết là mẹ đi đâu không? Dạ mấy đứa con cũng biết. Biết không? Biết. Dạ biết hết rồi hả? Dạ biết hết rồi. 3 đứa lớn là biết hết. Biết hết luôn. Dạ. Chỉ một bé nhỏ này là 10 mấy tháng vừa rồi nên là không biết ha. Dạ đúng. Thế là em về đây từ bao giờ đây? Dạ. Em đi về đây từ bao giờ đây? Em từ đi lên xe tới đây là từ tối hôm qua. Tối hôm qua em đi rồi. Dạ. Sáng nay tới đây. Dạ sáng là em lên tới bến xe Bình Dương khoảng 3 giờ mấy. 3 giờ mấy sáng hả? Dạ. 3 giờ mấy 4 giờ là em lên tới bến xe Bình Dương. Ôi trời. Thế chiều hôm qua là mấy giờ em đi? Chiều hôm qua là tầm 7 giờ mấy tối. 7 giờ mấy tối đi hả? Dạ. Hai cha con ôm nhau đi. Dạ. Ôi trời. Em ăn uống gì chưa? Em sáng ăn bánh ướp với con bé một hộp, hai cha con ăn rồi. Bây giờ là ba bé kia là có chịu học không? Mẹ đi như vậy có chịu học không? Dạ có, nhưng mà ở dưới học 1 ngày 2 buổi em sợ là có khi em cho cháu thứ hai là cho nghỉ 1 buổi, tại vì cho học 2 buổi là không có ai tiếp giữ con bé. Tại vì ba đứa nào cũng học 1 ngày 2 buổi hết trơn. Nghe khổ quá nhỉ. Bây giờ vợ đi đột ngột quá ha. Rồi lúc vợ đi lúc tháng 5 là vợ đi lần thứ hai đó, em cũng đi vô xin giáo viên cho cháu nghỉ buổi chiều tiếp giữ một bé cho em. Bây giờ em biết rõ là vợ đi này em còn yêu vợ không? Vợ chồng thì em cũng vẫn yêu bình thường, nếu mà vợ em quay về. Nếu mà vợ em quay về thì nếu mà muốn sống với em thì kêu vợ em phải bỏ cái tật đó. Tật này là khó rồi em ơi, đi 3 lần rồi. Dạ. Anh nói thật đấy. Bây giờ thì tội nhất là mấy đứa trẻ ha. Dạ đúng rồi. Còn vợ em hiện nay đang vi vu bên cuộc tình mới rồi. Tại còn mấy người trong xóm người ta cũng nói kêu em bỏ nhà đi để mấy đứa nhỏ cho lại ông bà giữ. Em nói em làm không được, tại vì con là con của em. Mấy đứa nhỏ cũng động viên em là bỏ con đi luôn đúng không? Dạ. Mấy đứa nhỏ nó không có tội, mình bỏ nó không có được anh. Đấy. Đàn ông mà không sinh ra con đúng không? Dạ. Không mang nặng đẻ đau mà còn nghĩ được như vậy, mà vợ em này lỡ nào vợ em lại bỏ đi thế này.
nếu như vợ em bỏ đi thì ví dụ hai vợ chồng chia tay nhau thì ví dụ đường ai nấy đi, nhưng mà con thì ai ở với ai, ai ở với ai, đúng không? Dạ. Nhưng đây vợ em bỏ hết cho con em luôn hả? Nếu mà vợ em vay về kêu em làm giấy ly dị thì em xin bắt bốn đứa luôn, là em không chia đôi anh em gột xa nhau. Em bắt luôn bốn đứa luôn? Dạ đúng vậy. Vợ em nuôi sao nổi? Thì núi tới đâu hay tới đó anh chưa biết sao giờ. Chia xe bốn đứa ra, hai đứa chia xe anh em gột nó ra mình cũng tội. Đúng là tình cha ấm áp đúng không? Thế mà cuối cùng là lòng mẹ lẽ là bao la mà bây giờ lòng mẹ đang cung trăng rồi. Ê khổ quá. Em thực sự là hôm nay là em về đây nhờ anh em được sĩ Bình Dương ghi hình này. Dạ đúng. Em có mong muốn là vợ em sớm suy nghĩ lại để quay trở về mẹ em, mà đặc biệt là có bốn đứa con không? Dạ dạ. Em hãy nói một điều gì đó tình cảm nhất để hy vọng là vợ em sửa đổi lại cái tâm tính để vợ em quay trở về đi em. Em nói chuyện với vợ đi. Dạ. Nếu mà vợ gặp được cái video của chú Hải quay lên bữa nay, chồng mong vợ hãy suy nghĩ lại để vợ có thể đi về nhà chống con, chống nuôi con, nuôi chồng với anh, để anh đi làm ăn nuôi mấy đứa nhỏ. Chứ em bỏ đi như vậy em không, anh không đi làm ăn được, mấy đứa nhỏ ở nhà cũng khổ. Tội nghiệp quá. Thực sự là hôm nay em về đây có hy vọng là đăng thông tin này sẽ nhận được cái thông tin là chính thức của vợ em không? Dạ. Đến giờ phút này em có biết vợ em ai chở đi và đi về phương khu vực nào không? Dạ em không biết. Cái lần thứ ba này không biết ai chở đi, nhưng mà em có thể biết là lần thứ hai là vợ em đi ở khu công nghiệp Tân Đức. Ở đâu? Tân Đức ở đâu? Ở Long An. Bên Long An hả? Dạ. Từ nhà sang Long An xa không em? Dạ xa. Bao nhiêu km? Em cũng không biết. Vợ em là vậy là lần trước cũng sang Long An một lần hả? Dạ. Trước đây là vợ em đã từng sang Long An để làm việc chưa? Dạ chưa. Thế mà bây giờ là đi luôn? Dạ. Là lần đầu tiên là đi theo cái người đàn ông đó là đi làm trên Long An. Còn lần thứ hai này em cũng biết vợ em nó đi lên làm chỗ khu công nghiệp Tân Đức. Tại vì cái người nói cho em biết cái chỗ đó là em không thể nói được ra được. Anh rồi, cảm ơn em nhé. Em khó khăn mới xin cái người ta được. Rồi ok em. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em là chị Dương Viên nhờ đăng tìm vợ. Dạ đúng. Em có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội không? Dạ em đồng ý. Đồng ý hả? Dạ. Rồi anh cảm ơn em nhé. Dạ. Rồi, chúc em thường lộ với nha. Dạ. Hy vọng là đăng thông tin này lên thì các cô chú anh chị sẽ phản hồi và sẽ biết được thông tin chính thức vợ em đang ở đâu và ở với ai. Dạ. Là các anh em sẽ tìm đến tận nơi để khuyên vợ em quay trở về với em nhé. Dạ dạ cảm ơn. Rồi em có thể em nhắc lại là vợ em họ tên đầy đủ là gì, sinh ngày mấy tháng mấy, năm nguyên quán ở đâu? Vợ em tên Nàng Ôn, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1997, quê quán ở ấp Vinh Lập, xã Vinh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bỏ nhà đi ngày mấy? Bỏ nhà đi bữa thứ ba, cũng quên ngày. Thứ ba mới đây đúng không? Dạ dạ. Hôm nay thứ bảy đúng không? Dạ. Mới có 4 ngày đúng không? 3 ngày đúng không? Dạ. 4 5 ngày. 4 ngày. Dạ. Rồi anh cảm ơn em nhé. Dạ dạ cảm ơn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, đây là một em trai. Tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo. Trước đây anh em Bình Dương đã từng ghi hình và đăng tải rất nhiều thông tin, đặc biệt là rất nhiều anh hoặc em trai về đây chia sẻ là vợ bỏ đi và bỏ đi 3, 4, 5 đứa con. Anh em đã tìm được ở trong phòng trọ với người đàn ông khác. Đó, nhiều người là phải nói là có cuộc sống rất tốt, rất phải nói là gia đình thì nghèo nhưng mà chồng rất chịu khó. Đây tiếp tục câu chuyện tiếp theo. Hiện nay thì chưa biết em trai này sống đối xử tốt với vợ hay không, nhưng mà theo em trai chia sẻ thì hiện nay em trai đang sống bên gia đình bên vợ. Hai vợ chồng hiện nay chung sống với nhau được 4 mặt con. Vợ bỏ đi lần này lần thứ 3 rồi. Hy vọng là em gái này nếu mà xem được video này, em gái hãy suy nghĩ lại. Nếu không sống với chồng nữa thì phải quay trở về để nói chuyện với chồng một lần để cho rõ ra ngôn ra khoai, tránh tình trạng mà mình sinh ra con là 4 đứa con thế này mà mang lại để đau, mà mẹ con đến giờ phút này em bỏ đi theo người tình mới thì thực sự câu chuyện rất đáng tiếc. Hy vọng là em sớm phản hồi cho các anh em Hiệp sĩ Bình Dương hoặc các cô chú chị, nếu ai phát hiện được thông tin chính thức em gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội Hiệp sĩ Quan Điểm Dương theo số điện thoại 0913 78 5858. Anh em sẽ tìm cách để khuyên em gái quay trở về cùng gia đình. Dạ cuối video cho phép công trần thay mặt các anh em Hiệp sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.